cách nào không không có cái nhỏ sao anh nói sao. Ồ anh biết sao không, tôi nhớ rồi, từ chị Mai có cái máy hình là Nikon, mà cái máy hình đó hình như cũng lâu rồi hả, 3100 á, mà tôi transfer từ máy hình vô trong cái computer mà nó cái file ending nó là cái chữ gì chứ nó không phải là JPEG, rồi tôi mới rename nó thành JPEG. Cái đó cho nên bữa nay tôi mới có cái câu hỏi đó, tại sao mà cũng transfer qua và cái sao nó kêu res nó là NEF không phải NEF không, NEF hình như vậy đó. Chị đâu có đổi theo như vậy. Đó chắc phải là phải chỉ thêm chị. Bây giờ chị download cái hình của chị từ camera xuống y như vậy, không có đổi gì hết. Xong rồi chị vô trong rồi xong chị vô trong Lightroom hay là Photoshop gì đó chị sửa nó rồi chị xin nó ở JPEG cái Facebook luôn. Ok vậy để làm lại để cho đợi đến. Cảm ơn anh. Thì chúng download từ cái Facebook xuống đó, chúng download về máy luôn. Ok. Download về máy, nhưng mà mấy cái do đó, thí dụ như chị xài PC nó sẽ không có, nó sẽ cái PC nó không có display mấy cái tấm nó được, thành ra chị phải vào Photoshop và dùng browse, dùng cái gì đó bridge hoặc là vào trong Lightroom thì mấy cái raw nó mới hiện lên, thì mình sửa từ đó thôi, sửa thẳng thôi, mình dùng cái raw editor này nè, mình mở ra, just open it, vô Photoshop rồi bấm open rồi mở ra. Rồi lúc đó mình sẽ thấy. Ok, để tôi sẽ thử lại dạ. Rồi khi mà chị sửa xong rồi á, chị có thể save ở JPEG. Thì chị có một tấm hình RAW và một tấm hình JPEG. Cái đó có gì có trong những cái session Photoshop tới cho. Thật ra ấy còn chị làm không được chị gọi cho tôi. Anh Hiền sẽ dạy anh Hiền. Hiền không biết, Hiền tưởng là Hiền đã dạy cái đó rồi. Nó cũng nghĩ là anh Hiền chỉ rồi. Nhưng mà cái không sao, mình học lại. Cái gì tối nay nhắc tôi tính nói lại cái đó. Tại sao trong đó, trong những hình của chị có một cái hình coi được ấy, tại sao có cái hình coi được mà những hình khác là nhỏ? Cái hình coi được là hình bự, hình bự á. Thì đằng sau có cũng là cái bà đó. Cái bà Mỹ á, bà Mỹ cái hình to. Cái hình đằng sau là coi được á. Dạ, không hiểu tại sao cái size của chị nó thay đổi như vậy. Ba cái đường nhỏ chỉ có một tấm bự thôi. Chỉ có một cái là quá nhỏ thành ra mình không có thấy gì luôn. Để tôi mở theo bên Photoshop rồi tôi làm lại. Có cái tấm của em, anh Hiệp chỉ em cái ông mà có cái thẹo đó, mà sao em chụp em không thấy cái thẹo của ổng anh Hiệp. Đây là khỏi phải mất công. Để bữa nào tôi gửi cho anh cái tấm hình cái thẹo của ổng. Anh ơi, chắc 2 năm rồi ổng đi sửa da mặt lại rồi anh Tuấn. Cho nên anh không có thấy rõ. Ổng cầm cái đao mà em cứ chỉnh, em sợ ổng thấy quá em lật mặt em bấm rồi em chạy chứ em không có dám mà. Tô bà xã tôi là bà chị để ngay cái máy hình ngay mặt ổng, sát mặt để mà chụp. Anh Hiệp ổng á, anh Hiệp biết ổng là dân photography thứ dữ đó anh Hiệp. Ổng cho em cái business card rồi em gửi tấm hình cho ổng để em hỏi ý của ổng đó. Thì anh mới biết ổng là dân photography thứ dữ đó. Ổng có hai cái ấy lớn lắm ở trên trên giống như hai cái workshop bự lắm đó anh Hiệp. Cái ông quan đội cái nón, cái con. Cái ông đó là em phụ giữ cái business card của ổng mà. Em có gửi tấm hình của ổng, tại vì ổng em chụp xong em dắt ổng đi xong rồi em sợ quá. Cái em chụp xong cái ổng nói mày nhớ gửi hình cho tao nha, cái ổng đưa em. Chào anh Hiền, chào anh Tuấn, chào mấy anh chị. Chào. Anh Kim hôm nay lên cái này được rồi hả? Dạ, được. Mấy bữa cũng lên được anh. Đâu sao rồi.
Nhưng mà cái hình đó của em chụp là nó bị ấy không Nhiệt, nó bị loãng quá không Nhiệt, không, cái bố cục không có rõ, nó không có ấy không Nhiệt. Anh nó hơi không, mình có thể crop lại được. Không, không, nếu mà mình crop mình bỏ cái cây đao đi Phong Anh Hiệp, mình kéo thẳng vô cái mặt luôn đó. Bỏ bớt cái background đi thì được rồi. Bỏ bớt cái background. Sao đâu, anh Tuấn không thấy cái tấm hình đầu tiên mà anh chụp ổng là rất là rõ là được rồi anh Tuấn. Còn ví dụ mà composition đó từ từ để anh Tuấn chi nghiệm nhé. Anh ảnh sẽ dạy cái lớp đó anh. Anh đừng lo. Cái lớp bố cục thì sao? Nhưng mà cái cách chụp mà đi chụp mà như hôm nọ từng giờ rồi đó là nó có chỗ tối chỗ sáng vậy, mà chỗ sáng nó cũng như là trời sáng chưng chưng á, thì khi mà mình muốn đừng cho cái background mà nó quá sáng hay gì đó, mình chụp mình coi như là mình bố cục cái khuôn mặt đó thôi hoặc là nửa người thôi, thì những cái mà background, ánh sáng của background nó không có nằm trong cái ống kính của mình nữa. Không, cái đó, yeah. Hoặc là mình đứng mình zoom nó lại phải không? Mình bỏ cái background đi luôn. Đó là một cũng là một cái cách cũng là để mà avoid những cái background mà nó sáng quá chẳng hạn. Đó lần đầu đi ra field, lần đầu mà gọi mẫu chụp sợ muốn chết luôn, không có quen đâu. Hồi giờ mới đi lần đầu nó sợ kêu mẫu mà đi theo mà chỉ sợ quá trời. Tôi thấy anh đi theo cái cô nào anh đâu có sợ gì đâu. Dạ không, may mà đi theo, may mà có anh Đinh rồi theo ảnh rồi anh dắt mẫu anh nói rồi mình theo ảnh với lại chị Loan, đứng sau lưng chị Loan chụp được mấy tấm cũng đỡ khổ. Trời ơi, vậy đó, nó không biết. Em, anh Hiệp biểu em đi chụp cái ông mặt thẹo đó, em sợ lắm á. Tại vì lúc mình em với ổng à. Đi lại mà cứ chỉ ổng mà lúc đó đâu có biết mà nắng non gì đâu. Cứ ấy thôi, đứng dựa vô gốc cây, đứng biểu ông đứng ngay gốc cây chụp lại á. Sợ muốn chết. Vui ha, vui quá hả mấy anh chị. Ủa mà lần đầu đi thực tập vậy là thấy good lắm. Mà lần đầu mà tôi đi thực tập, tôi chạy về nhà là hầu như là không có tấm hình nào được hết. Yeah. Ông mà Lân thấy chị anh Tuấn nè, rồi chị Mai với lại chị Vân á. Yeah. Cũng thực tập được nhiều. Kim Mai là học rất nhiều, bữa đó hôm đó học rất nhiều. Đầu đi thực tập là vui. Yeah. Thật là vui. Học nhiều lắm. Dạ, yeah, học nhiều nữa. Không, mà cái lúc mà anh Hiền gặp bạn cũng như là mới học mà anh Hiền anh chỉ cho cái xin cái đèn mà vô cái máy đó, rồi lúc ra đó nó quên mất nha, nó cái bấm cái nút xin xong nó ủa xong mình chỉnh mà nó không có xin vô được, mà may có anh Đức anh chỉ. Chứ lúc đó anh Hiệp một mình, anh Hiệp với chị Loan là chung quanh là quá trời người rồi đâu có chỉ được, mà ra ngoài đó cái là nó quên mất tiêu rồi, không nhớ cái đó anh Hiền. Dạ, yeah, thật ra đó, bật cái flash đó, bao giờ cũng set high speed sync hết. Tại vì cái Canon đó là một khi mình bật lên đó, mà mình không có cần thì nó tự động nó tắt. Nhưng mà mình mà không có bật lên đó, thì lúc mình cần thì nó không có tự động nó bật. Thành ra đó, Hiền bao giờ cũng advice là you turn cái high speed sync on all the time. Yeah. Tức là cái option đó là you activate all the time, tại vì nó sẽ tự động. Nếu mà cái speed nó xuống dưới 1/200 này, tự nhiên nó sẽ không xài. Thông bình sẽ xài. Và trên nó sẽ xài. Cái đó rất là quan trọng. Có nhiều người ra chụp ngoài trời là cái tấm hình nó trắng bóc, rồi tại vì cái Canon nó tự động nó sẽ giảm cái speed xuống. Dù cho mình xếp một vài ngàn mà dùng manual đi nữa đó, tới cái lúc mà mình bật flash lên mà mình không có high speed sync á, nó sẽ kéo cái shutter speed của mình TV xuống còn 1/200. Yeah. Bữa đó có cô nào trẻ trẻ, cô Trang thì phải. Cái đó là cái sự thật đó phải không anh Tuấn? Thấy con người mẫu đẹp quá, rung quá, đang hết quên hết. Không mà cổ xài Canon. Mà cô có hỏi tôi là mà cổ cô không biết mua mấy cái menu, mà mua từ menu này qua menu kia cổ cũng không biết nữa, thành ra tôi cứ phải Google hoài.
Nói à đi anh Hiền đâu mất tiêu rồi. bữa đó thiếu Ken anh cho Hiền đứng mò quá chừng luôn. Nói ask me to Google hoài rồi làm sao đổi cái menu từ bên này qua bên kia. Chỉ vậy thôi đó. Mình biết cách set rồi mà mình đổi menu đi không được. Ok, trả bài lại cho anh Tuấn, anh Tuấn đi. Dạ, anh Tuấn chắc là mình start được cái tùy anh. Được chưa anh? Ok. Vậy thì mình có 15 người cũng khá rồi đó. Tính share cái screen. Ok. Hôm nay mình có 3 tấm hình ha. Thì bây giờ tính mở tấm thứ nhất. Như là anh Hiền cũng có nói là how to open cái một cái raw file mà từ ra qua bên Photoshop rồi hay là bên ACR rồi, nhưng mà bây giờ Tuấn không biết là quý vị có biết là mình có thể đó, ví dụ như bây giờ mình có 3 tấm thì Tuấn gỡ ra 3 tấm, một tấm raw với 2 tấm JPEG đó, thì tấm nào cũng vậy hết. Trước hết mình đây là một cách nữa mà không biết là trước có nói chưa, là mình click vào nó ha, xong rồi mình right click open. Trong trường hợp này tại vì Tuấn xài cái Canon R5 á, thành ra nó chưa có ở đây, nhưng mà khi mình mở cái order đó nó có cái Adobe Photoshop 21 thì hoặc là mình vô đây mình open hay là mình double click nó cũng được, thì nó qua bên này và bây giờ mình double click một lần nữa thì là nó vào trong Adobe Camera Raw. Đó là một cách nữa, hay là không biết là anh Hiền có chỉ cái đó chưa. Đó thì bây giờ là mình vào cái Adobe Camera Raw rồi. Thì ok, bây giờ Tuấn start thì trong khi chờ đợi thêm một số người nữa thì Tuấn cũng kỳ trước đó anh Hiền anh nói lên một phần rất là quan trọng trong cái Adobe Camera Draw, đó là cái mask. Thì hôm nay á trước khi mà vào cái phần mà color mixer đó, Tuấn cũng muốn nhắc lại về cái đó, là nếu mà có thể đó thì như là trong cái hình này sở dĩ cho Tuấn chọn 3 cái hình này á là tại vì nó có nhiều màu. Hôm nay mình học về color, thành ra những cái tấm hình Tuấn chọn những cái tấm hình nó có nhiều màu để mình dễ thực tập chứ không có gì hết. Thì cái tấm hình này cũng mới chụp khoảng hồi Tết thôi đó. Thì nếu mà nói về cái này ra về cái masking đó thì chắc là quý vị đã biết rồi. Thì tức là mình click vào cái phần cái tròn tròn này đây, thì ở đây mình có thể mình select subject, select sky, rồi có cái brush, linear, radio and color range. Thì cái hình này á, Tuấn thấy là nếu mà nhìn cái histogram này thì Tuấn thấy là nó cũng ok, nó không phải là tốt lắm tại vì nó có nhiều màu sắc quá. Thì nhiều khi cái màu này nó phai với màu kia. Nhưng mà nó cũng không có bị cháy. Nó hơi có cái màu green đó, cái màu xanh nó hơi bị tối một chút, nhưng mà không sao tại vì nếu mà nhìn thì trong hình này á mình cũng không thấy màu green nhiều. Thì cái đất này là Tuấn thấy nó hơi tối, thành ra để nhắc lại với quý vị về cái mask á, thì Tuấn sẽ xài cái linear gradient. Tuấn kéo cái đất này cho nó sáng lên một chút. Tính chọn cái màu magenta này tại vì nó rõ lắm. Trong những cái màu thì Tính chọn cái màu magenta mà Tính để solid, nó rất là rõ.
Thì bây giờ tính tăng cái black này lên một chút xíu để cho nó sáng ra. Tăng cái shadow này lên một chút xíu cho nó sáng ra một chút. Rồi, bây giờ mình thấy là cái hình của mình nó tương đối ok. Bây giờ tính trở lại về cái phần basic. Thì đối với lại cái màu sắc đó, color đó, thì có ba cái phần, ba cái yếu tố chính mà mình nên để ý trước ở cái ACR này, cái camera draw này, đó là thứ nhất là cái white balance. Thứ nhì á là color mixer, và thứ ba là calibration. Nếu mà mình làm ba cái đó đó thì cái màu của một cái bức hình của mình nó tương đối rất là tốt. Thì camera cái mà white balance thì Tuấn nghĩ là anh Hiền có nói rồi, nhưng mà ở đây á, tại vì về color á, Tuấn muốn nhắc lại là bây giờ cái hình này, cái white balance đó là nó air shot, tức là mình lúc mình chụp làm sao thì bây giờ nó như vậy. Thì mình thấy là cái thường thường chụp mà ban ngày như vậy á, mà cái temperature nó khoảng 5800, cái tint nó là cộng 7 là tương đối là ok đó, tại vì thường thường tôi cũng xét khoảng 5500 mà 10, thì thành ra cái temperature này tương đối là ok. Nếu mà mình bây giờ mình có thể mình thử cái auto nó như thế nào thì mình thấy nó cũng không có khác gì hết, nó cũng là giống như vậy thôi đó. Mà nếu mà có một cách nữa để mình chỉnh cái white balance á, là mình xài cái eyedropper này, mình tìm cái chỗ nào mà nó khoảng 18% gray á, cái nào neutral gray á, thì mình ở đây tính thấy cái chỗ này nè nó tương đối là ok. Nếu mà click vào đó thì quý vị thấy không, nó cũng vậy à. Thành ra coi như là mình chụp đúng rồi, tại vì từ 5800 với cộng 7 bây giờ nó là 5550 cộng 2 thì tương đối là mình để như là airshot là đúng rồi. Lúc mình set là đúng cái white balance của nó rồi, không có cần phải thay đổi gì nữa. Ok rồi, bây giờ tới cái phần mà mình muốn nói tới là... Anh Tuấn ơi, anh Tuấn cho Trung hỏi là làm sao mà lúc mà anh chụp mà anh biết cái temperature đó là 5800? Thường thường đó thì Tuấn để là auto white balance. Trong cái camera phải không anh? Sorry anh đã nói nhắc lại. Anh để cái giống như là 5800 là cái lúc mà anh ra ngoài field anh chụp cái này á, là làm sao anh biết được cái đó là 5800? Cái thường thường á, day time đó anh Thomas, thì thường thường á, là người ta suggest là mình để 5500. Tuấn ơi, Tuấn để là auto white balance. Thì cái máy á, nó chụp là 5800 nha. Thì là tương đối là ok đó. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tức là day time á. Tức là cái white balance là lúc nào mình cũng để là ở auto phải không anh? Tùy mọi người. Tuấn á, thì Tuấn để auto là tại vì nhiều khi nó có những cái tình huống nó xảy ra very nhanh chóng đó, hay là tự nhiên mình đang chụp ở ngoài trời mà mình phải đi vào trong nhà đó, mà mình quên, nếu mà thà là mình để white balance mà mình còn có hình. Còn nếu mà anh vào trong nhà đó, anh phải sửa lại cái white balance. Còn nếu mà tại vì anh trong nhà nó có bật đèn rồi, nó có đủ thứ hết rồi, nhiều khi chỗ tối chỗ sáng, mà nếu mà anh quên anh để 5500 đi đó, mà vào trong nhà đó nhiều khi anh không có hình ở trong nó sáng quá đi đó, thì thành ra đó Tuấn nghĩ là Tuấn nên, đối với những người mà beginner, Tuấn suggest là mình để white balance. Cái white balance là auto. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì. Còn thí dụ như bây giờ mình chụp tối, mình chụp Milky Way đó, of course mình sẽ không có xài cái white balance là auto, mà lúc đó mình sẽ phải set theo cái độ Kelvin lúc buổi tối. Nhưng mà trong trường hợp này á, thì Tuấn nghĩ là mình nên để là auto white balance.
Yeah, auto white balance. Yeah. Dạ, về sẵn cho em hỏi luôn. Em là Nina đó. Hồi nãy là anh nói là mình check ở trong cái vùng neutral lên đi chỗ cái gradient là khoảng 18%. Là anh chỗ nào vậy? Không biết là Tuấn có ở đây nè. Cái này nè là cái Tuấn có cái gray card. Thì cái này là cái màu này nè là cái màu neutral gray nè. Thì ý Tuấn muốn nói là trong trường hợp mà mình muốn adjust cái white balance cho nó đúng á, thì mình dùng cái eyedropper đó, mình chọn cái vùng nào ở trong cái hình này mà nó cái màu của nó giống như cái màu này nè. Là Tuấn chọn là ở thí dụ như ở đây là thì Tuấn thấy nó khoảng cỡ này. Đó. Thì khi mà mình chọn cái này rồi á, thì mình thấy là từ 5.008 xuống 5.006 cộng 2 thì nó cũng không có khác là bao nhiêu hết. Tức là ý tôi muốn nói là mình chụp như vậy là nó cũng đúng rồi đó, nó không có sai nhiều. Dạ, chứ không phải là mình click vô cái phần trắng nhất ở trong này để mình chọn cái white balance của nó anh hả? Có, nó có phần trắng đây nè, nhưng mà tại nhiều khi nếu mà mình chọn cái phần trắng này á thì cái hình của mình nó hơi vàng quá. Nó lên tới 6.500 đó. Nếu mà Tuấn chọn cái vùng trắng này nè. Thường á thì Tuấn hay chọn cái màu neutral gray. Em thấy cái gray nơi tay anh á nó đậm hơn, còn anh bỏ chỗ này giống như off-white. Cái gray của anh giống như cái phần đen ở trong chiếc xe. Đúng rồi, cái gray của Tuấn nó hơi đậm hơn cái màu này. Nhưng mà thường Tuấn chọn ở đây thì nó hơi sáng một chút, đúng. Dạ, giống như off-white vậy hả? Dạ. Cảm ơn. Nhưng mà nếu mà mình chọn cái chỗ màu trắng này quá đó thì nó lại cái hình của mình nó lại vàng quá. Nó hơi warm quá. Cảm ơn anh. Ok, coi như là về phần này mình cũng đầy đủ rồi. Bây giờ mình đi vào cái phần chính của mình là cái color mixer. Thì cái color mixer này đó nó có nhiều thường thường khi mà mình mở lên đó mình thấy nó như thế này. Thì nó có cái phần nó có cái nó kêu là HSL, tức là Hue, Saturation and Luminance. Mình có thể mình dùng cái arrow này mình... Hôm nay internet nó bị yếu. Sun color thì nó sẽ theo cái chiều này. Nhưng mà thường thường nó tính để nó ở HSL. Đó. Còn thì nếu mình để ở đây á, thì cái việc đầu tiên mà thường thường Tuấn hay làm á, là Tuấn sẽ adjust những cái màu này. Thì cái màu này á, nó ở đây nó có 8 màu tất cả. Thì cái màu đỏ này đi. Bây giờ Tuấn adjust cái màu đỏ này. Thì Tuấn thấy là nếu mà quý vị thấy, nếu mà mình move sang bên trái hết, cái màu đỏ nó trở nên rất là lợt. Sang bên đây thì nó too much saturate. Thì thường thường á, Tuấn thấy là nếu mà một cái hình mà chưa gì á, Tuấn để lên tạm thời á, là mình để lên khoảng cộng 10. Và Tuấn hay để ý cái histogram ở trên này coi con khi mà mình đưa lên như vậy á, nó có bị quá không? Quá có nghĩa là nếu mà bây giờ Tuấn đẩy nó sang lên đây nè, thì quý vị thấy là cái màu cyan đó, tức là cái màu complementary của cái màu đỏ đó, nó bị tối. Đó, thành ra mình đưa lên mà mình đừng có để nó làm cho cái màu kia bị tối. Thì bây giờ mình để khoảng cộng 10 đi. Với lại một cái nữa mình nên cẩn thận, đó là khi mình tăng lên đó, mình coi là nhiều khi mình để nó saturate quá đó, tự nhiên mấy cái texture giống như con mắt này nè, con mắt của cái con lân này nó bị mất đi cái detail khi mà mình tăng lên quá đó, nó mất đi detail. Thành ra thường thường á mình để một cách trung bình thôi, tại vì mình còn play với những cái màu khác nữa, nó cũng ảnh hưởng đến cái màu này. Bây giờ đến màu orange. Ở đây thì Tuấn thấy cũng có nhiều màu orange lắm. Đó, thì thí dụ mình đổi lại, mình thấy là màu orange ở đấy nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cái
thành ra mình cũng đưa lên khoảng 10 thôi. Màu vàng ở đây cũng có nhiều, cái pixel vàng này là nó cũng có nhiều lắm. À, thì mình cũng đưa lên, tại vì mình đưa lên quá đỏ thì nó thì cái màu đỏ bắt đầu nó bị cháy nè. Đó, tại vì cái màu vàng đó, màu vàng đó là nó cũng có màu đỏ trong đó. Thành ra mình cũng đưa lên tương đối là ok, mà mình để ý ở trên này mình thấy là nó cũng không có ảnh hưởng, nó tăng lên chứ nó đừng có giảm đi, tại vì khi mà mình đưa màu vàng lên thì màu đỏ nó cũng đi lên theo. Rồi đến màu green thì ở đây á, màu green nó chỉ có cái áo của cái con lân này thì nó cũng không có nhiều màu green, nên mình cũng đưa lên chút đỉnh. Thường thường Tuấn đưa lên khoảng 10 đến 15 thôi. Màu aqua này á, thì Tuấn thấy là nó cũng không có, ngoại trừ nó ở trên cái xe truck một chút xíu. Màu blue thì tức là màu blue này cũng có nhiều, như là cái chỗ mấy cái áo của con lân với lại bầu trời á, thì khi mà mình tăng cái màu blue lên quá độ đó, thì quý vị thấy không, cái histogram nó drop drastically. Thành ra cái đó mình nhiều khi mình nhìn thì mình thấy đẹp, nhưng mà thật ra đó là cái chỗ mấy cái detail này nó mất hết. Thành ra mình cũng không có nên đưa lên nhiều quá. Tính chỉ đưa lên khoảng chừng này thôi. Nhiều khi mình còn phải hạ xuống nữa nếu mà mình thấy cái bầu trời nó xanh quá đó. Màu purple không có nhiều, nhưng mà mình cũng tăng lên khoảng đó thôi. Thì màu magenta ở đây thì cũng có ít thôi. Đó thì thường thường khi mà Tuấn sửa cái color mixer, cái mà Tuấn vào cái saturation trước tiên để mình tăng những cái màu này lên cho nó pop lên. Kế đến đó là cái luminance. Thì cái luminance này tùy theo cái test của mỗi người. Nhiều người thích màu đỏ này, tại vì Việt Nam mình thì mình hay nói màu với sắc, nhưng mà theo photography á, thì họ có ba thứ là hue, saturation and luminance. Thì cái màu thì cũng thì mọi người biết rồi, màu tức là hue á. Cái hue này chẳng hạn như màu đỏ, nó có màu đỏ huyết dục, màu đỏ hoa hồng, màu đỏ thì làm những cái màu đỏ rượu vang chẳng hạn, đó là cái đó là cái thay đổi cái hue. Còn cái sắc á, là nó là cái saturation với luminance, chẳng hạn như đỏ chói, đỏ đo đỏ, hay là mình nói là đỏ rực lên đó. Thì tiếng Việt mình thì nó cái chữ đỏ nó nhiều lắm, rồi đỏ chót lên đó. Thì đó là những cái đó là cái sắc, tức là nó vừa là saturation và luminance luôn. Thì thành ra trong trường hợp này đó, tùy theo quý vị, nếu mà thấy mình tăng cái màu đỏ này lên thì mình thấy là cái mắt của cái con lân màu đỏ đó nó đó. Nhưng mà khi mình tăng quá độ bắt đầu nó cháy, mình nhìn trên cái histogram trên này là mình thấy nó bắt đầu nó lên cái mũi tên đỏ này, tức là mình lên quá độ rồi. Thì trong trường hợp này thường thường Tuấn cũng nhiều khi người ta còn bớt xuống nữa để người ta thấy cái màu cho nó đỏ sậm lại một chút đó. Thì cái đó tùy, cái đó là tùy theo cái test của mỗi người, chứ còn cũng không có Tuấn không có cái advice nào về cái này, tùy theo mọi người đó. Thì bây giờ ở trong trường hợp này Tuấn tăng lên khoảng 12 đi, xem cùng với lại cái màu orange này nếu mà mình lên quá đó, bắt đầu nó cái màu đỏ nó cháy. Thành ra mình cũng tính nghĩ là trong cái này mình bớt cái màu orange này xuống trừ 5. Màu yellow lên quá nó cũng bắt đầu từ mình, nếu mình lên khoảng 20 là bắt đầu nó quý vị có thấy là cái chỗ này nè, nó có cái này không? Cái này là tại vì Tuấn thơn cái phần cái square này lên, thành ra nó sẽ show cho mình thấy là cái chỗ này bắt đầu nó mất đi cái detail đó. Thành ra khi mà nếu mà quý vị không có thơn lên á, quý vị không thấy đâu. Thành ra khi mà mình đổi mấy cái màu sắc này là Tuấn đề nghị là quý vị nên click vào cái mũi tên ở trên này nè, mình cho nó có cái square này nó visible,
thì lúc đó đó mình nhìn được mấy cái màu của mình, cái màu nào khi mình tăng lên nó cháy mình thấy được liền đó. Thì cái trong trường hợp màu vàng này là thì tùy theo mỗi người, có người thì thích nó sáng lên, có người thì thích nó sậm xuống. Thì trong trường hợp này Tuấn Tuấn lại thích nó hơi tối lại một chút đó. Màu green, màu xanh lá cây này thì nó chỉ có ở trên cái vùng này thôi. Tuấn thấy nó chỉ có ở trên vùng này là nhiều. Thành ra bây giờ trong trường hợp này mình nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Nó cũng hơi, tại vì màu green nó cũng hơi ảnh hưởng đến màu vàng. Thành ra bây giờ mình tăng cái này lên 10 đi. Màu này không có nhiều, cũng tăng lên 10. Màu blue, ok, màu blue này là tùy nha. Tùy theo, ví dụ mình tăng lên thì cái bầu trời nó sáng lên. Và cái áo này nó cũng sáng lên. Nếu mình hạ xuống thì nó tối đi. Thì trong trường hợp này Tuấn nghĩ là mình nên theo Tuấn là Tuấn tăng lên khoảng cộng 10. Màu purple, màu purple này thì hình như là để tối lại nó đẹp hơn là để sáng lên. Again, cái này là cái test của mỗi người. Manchera thì không có nhiều, nó chỉ ở cái saturate một chút thì mình tăng lên cộng 10. Ok, đó là cái phần Tuấn mới vừa go sang cái phần saturation và luminance. Quý vị có câu hỏi nào không? Em có câu hỏi chút xíu anh Tuấn ơi. Yes, anh Kim. Sao em download mấy cái file phẩm cái Google Drive á xuống á, thì cái tên file xong rồi chấm JPEG, rồi sau đó nó lại có chấm thêm chữ download nữa, thành ra em mở ra không được. Thật kỳ ha. Anh Kim, anh xài Apple, tôi không biết là, nhưng mà khi sau khi anh download rồi á, anh vào cái phần phần download này nè, thì anh sẽ thấy cái hình của mình ở đây. Thì như Tuấn không có thấy chữ download. Dạ, của em download xuống cái tên file ở phần sau nó có lại có chấm download nữa, thành ra mở không được, không biết tại sao. Cái đó là cái dấu hiệu mà anh chưa có download hoàn toàn mà anh đã ngưng nó rồi. Download lại đi. Thì nó bị interrupted. Dạ, để em try lại. Dạ, Tuấn thì không có issue với lại cái đó. Anh Tuấn hồi nãy sao tôi mắt thấy anh Tuấn lúc mà anh Tuấn move around ở trên cái histogram nó có cái number nó chạy không biết anh Tuấn turn cái nào lên để nó thấy cái number đó. Cái number đó là do mình, là khi mà mình dùng cái này nè, mình put lên trên cái phần nào của cái hình của mình thì nó sẽ cho mình biết là tại vì cái này là RGB thì nó cho mình biết là bao nhiêu phần trăm là màu đỏ, bao nhiêu phần trăm là màu green và bao nhiêu phần trăm là màu blue. Tại vì tất cả mọi màu ở đây á, nó đều là do ba màu đó mà nó cộng lại, tùy theo cái phần trăm nó mix khác nhau thôi đó. Thành ra giống như màu trắng này chẳng hạn đó, thì là nếu mà Tuấn để lên màu trắng thì anh thấy không, nó red là 229, green là 228 và blue là 241. Thì thường thường mình biết rồi, RGB á, mà nếu mà ba màu đó mà cùng một intensity mà trộn với nhau á, nó ra màu trắng. Thì trong trường hợp này á, là mình để vào màu trắng này mình thấy nó đúng rồi, tại vì ba màu đó nó là gần bằng nhau. Nó hơi cái màu blue nó hơi hơi nhiều hơn hai màu kia thôi, một chút xíu à, thành ra mình biết. Còn khi mà cái màu đen á thì nó lại là cái mà người ta nói là YMC á, thì nó là do chữ là cái màu yellow, màu magenta với lại màu cyan, ba màu đó mà cộng lại cùng intensity nó ra màu đen. Nhưng mà cái đó Tuấn sẽ nói về phần color, có thể ở lớp 2 thì Tuấn sẽ có một cái bài hôm chủ nhật nói về color, thì Tuấn sẽ nói nhiều về cái đó. Nhưng mà để trả lời anh Thomas á, là tại vì Tuấn mua cái này nè, Tuấn mua cái cursor của Tuấn ra cái chỗ nào á thì Tuấn thấy được cái màu ở chỗ đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Yeah. Yeah. Yeah, all you have to do is move cái cursor vào trong tấm hình rồi nó sẽ hiện. Không, mà ý Thomas hỏi anh là làm sao anh turn cái đó on lên được? Nó tự động nó lên. Tự động, anh. Tại sao cái của Thomas không thấy anh ơi? Anh có thấy cái histogram không? Có anh. Tôi nghĩ là không biết làm sao, nhưng mà tôi nghĩ là anh phải thấy chứ. Không sao, để. Bây giờ, có một cái nữa là bây giờ Tuấn đã exaggerate cái màu đỏ lên á, thì khi mà Tuấn nhìn vào cái màu đỏ này nè, Tuấn thấy là nó mình thấy cái màu đỏ nó lên tới 247 lần, rồi bắt đầu nó cháy đó. Hay là thí dụ như mình là tại vì mình lên cái màu đỏ quá nhiều rồi. Với cái phần này nè thì đó, thì giống như là cái màu green nó còn có 16, cái phần này là phần tối nè. Yeah. Anh Tuấn nói là cái góc ở bên trên mà màu đỏ ở trong cái ô đó đó, là nếu mà nó hiện lên cái màu đỏ là nghĩa là nó bị sáng quá rồi, đỏ quá rồi á, vì nó có cái cái color hay cái number nào nó indicate là nó good enough hay là tùy theo. Thường á là mình không muốn nó lên cái gì hết á. Nếu mà mình muốn, thí dụ như bây giờ Tuấn kéo cái màu vàng này lên đi. Đó, thì chị Nina thấy không, cái màu cái màu orange, cái màu này nè, cái màu này cũng không biết kêu là màu gì nữa, nó bắt đầu, tại vì nó nhiều khi nó hai ba màu nó bị mất detail rồi, thành ra nó khi mình kéo lên quá đỏ đó, mình thấy là không những cái histogram nó drop xuống mà nó còn bị cháy nữa, thành ra mình nên turn cái này lên để mình thấy. Thì đó, thí dụ mình để vào đây, mình thấy cái màu đỏ nó lên tới 246, màu green nó lên tới 250, tức là cái phần này là nó mất đi theo hết rồi. Còn nếu mà chị không có thơn cái này lên, nó chị không biết được đó, chị thấy được là cái bây giờ cái màu vàng này bắt đầu nó burn rồi, nó mất đi theo rồi. Thành ra Tuấn đề nghị là mình nên thơn cái này lên để mình nó hiện đỏ lên đây để mình biết là mình đã tăng nó quá mức rồi. Quá mức. Vậy là mình cứ nhìn vào cái detail của nó để mà mình có thể thấy là nó ok enough, phải không anh? Cũng tùy, tại vì hồi trước có nhiều người ta nói là người ta không có care cái histogram. Người ta cứ tại vì cái này nó là cái art, người ta cứ nhìn làm sao người ta thấy đẹp là được rồi. Đó. Nhưng mà tại vì Tuấn lại nghĩ là cái mắt của mình nhiều khi mình cũng không có tin vào cái mắt của mình nữa. Giống như hôm nọ anh Quang anh có nói là có nhiều người ta bị loạn sắc á, người ta nhìn không ra cái màu đó, thì cái histogram này đó là cái mà ai cũng nhìn giống nhau hết đó, thành ra nếu mà cái histogram nó show mình cái này là bị mất đi theo là mất đi theo thôi, chứ còn không có gì hết. Thì Tuấn hay để ý cái histogram này, mà trước thì Tuấn cũng không có để ý nhiều, mình cứ tăng lên làm sao mình thấy mắt mình coi vừa mắt mình là mình được rồi. Nhưng mà bây giờ thì Tuấn hơi để ý cái phần đó. Vậy là nó phải nằm ở in the middle này phải không anh? Peak của nó là nằm in the middle của cái histogram này. Dạ sao ạ? Chị nói sao? Ý em nói là nếu mà nó good enough là mấy cái peak này của mấy cái color này là nó nằm in the middle của cái histogram. Đúng rồi, mình không muốn cái này á nó hiện lên ở đây. Bây giờ mình đang thấy cái màu cyan đó, nó tối nè, phần tối nè, nhưng mà Tuấn nghĩ là nó ok là tại sao, tại vì cái hình này của mình không có nhiều màu cyan đó, thành ra mình tăng cái mấy cái màu khác lên, mình hy sinh cái màu này một chút xíu cũng không sao. Nhưng mà Tuấn nghĩ lần chốc nữa Tuấn sẽ nói lại phần kia, Tuấn có thể fix được cái này, nhưng mà cái này rất là minor. Tại vì mình không thấy nó lên mà lên, nếu ví dụ như bây giờ mình cái màu đỏ này đi. Đó, bây giờ thấy cái màu cyan nó lên nhiều hơn thì cái lúc đó mình mới lo thôi, chứ còn bây giờ nó có lên có chút xíu thì Tuấn không có quan trọng. Nhưng mà Tuấn thấy ở cái chỗ này là nếu mà quý vị để ý nó hơi đỏ đỏ ở đây nè, tức là cái chỗ này cũng mất detail rồi. Đó. Thành ra mình tùy theo mình nhiều khi mình cũng không có cần thiết thì mình cái này là màu green.
đó thì mà cái màu green mình giảm cái màu green xuống thì cái màu vàng này nó đỡ cháy đi, nhưng mà mình lại thành ra cái này là do mình da giảm thôi đó. Có thể mình phải hy sinh một cái nào đó để mình có cái màu green này đẹp, hay là mình da giảm theo ý mình thôi, chứ còn cũng không có một cái luật nào mà gì đâu. One quick question nữa anh, trong cái window của cái profile á, anh có là Adobe Color mà tại sao trong cái Photoshop của em nó chỉ để là color hoặc either monochrome thôi, mà trong cái chỗ profile của anh á là anh có cái Adobe Color mà em nhìn cái chỗ của em là chỉ có color với monochrome, vậy cái đó mình phải download xuống hay không? Để coi nếu mà chị có thấy được cái đó là tôi nghĩ chị Nina mở cái file đó là JPEG. Nếu mà mở cái file mà raw file nó sẽ có everything đó. Để em try thử. Đúng rồi anh Thomas. Chị mở raw ra thì chị sẽ thấy nó có đủ hết. Dạ, cảm ơn. Bây giờ tôi nói đến cái phần cuối là phần hue này. Thì cái này á, thường thường á, mình cũng không cần, đối với những cái hình này nè, nó cái màu nó đúng rồi thì mình cũng không cần phải thay đổi cái này. Còn nhiều khi mình muốn gọi là mình làm cho nó có một cái mood nào đó thì mình thay đổi đi. Cái đó là tùy theo cái ý của mình. Chẳng hạn như nhiều người không thích cái màu đỏ này. Người ta bây giờ mình muốn nó hơi cam cam đi một chút, thì mình đổi cái hue này, hay là mình muốn đỏ sậm hơn, đỏ mà nó hơi có cái màu pink ở đó, thì mình đổi sang phía bên đây, thì cái đó là tùy thôi đó. Còn Tuấn thì Tuấn thấy là cái màu đỏ này, tại vì hôm đó Tuấn ở đó Tuấn chụp cái hình này thì Tuấn thấy cái màu đỏ này là đúng cái màu đỏ của cái con này, thành ra Tuấn muốn giữ vậy. Nhưng mà thí dụ như nhiều người thích nó màu pink, hot pink đi cho nó nổi không, thì mình đổi sang cái màu này đó, thì cái đó là tùy đó. Thì Tuấn nghĩ là mình do mình thôi. Màu orange này cũng vậy, nếu mà ai mà thích vàng thì cái đổi sang bên này thì nó vàng, nhưng mà nếu mà vàng này lại đụng cái màu vàng kia, mình đổi sang đây thì nó lại hơi màu cam quá này. Thành ra cái này là cho mình cứ mình cứ adjust theo cái ý mình thích. Cùng cái màu yellow này cũng vậy. Màu yellow này ai mà muốn hơi xanh chút thì đổi qua bên phải, mà nếu mà nó muốn nó sậm hơn thì đổi qua bên trái. Nhưng mà again mình phải coi chừng cái nó bị mất đi theo nha. Đó, thành ra mình thay đổi, nhưng mà mình nên để ý cái histogram của mình, tại vì nếu mà Tuấn đi về bên tay trái nhiều quá đó, là nó bị mất đi theo. Đó. Màu green này cũng vậy, màu green này á thì Tuấn nghĩ là mình nên tăng lên một chút đó, thì mình cái màu chỗ vàng này bây giờ nó mất rồi, nó hồi trước nó hơi bị cháy á, bây giờ nó đỡ rồi. Là mình thí dụ như tấn đổi này là thì nó mất đi theo, nhưng mà mình tăng lên đây là thì nó đỡ đi. Thì tất cả mọi cái này á mình do mình gia giảm theo ý mình thích. Cái màu blue á, màu blue này á, nó cũng quan trọng lắm, là tại vì nó làm cho cái bầu trời, nhiều người thích chân trời tím chẳng hạn, thì mình đổi nó, đẩy nó qua bên tay phải thì nó có màu tím đó. Còn nếu mà mình muốn nó màu cyan thì mình đưa nó sang bên đây thì nó có màu cyan. Nhưng mà coi chừng là nó cũng làm ảnh hưởng đến những cái màu khác ở trên cái áo của mấy cái lân này. Thành ra do mình Tuấn thì Tuấn thấy là mình chọn cái màu ở chính giữa này là ok đó. Nó vừa không có ảnh hưởng đến cái áo, mà bầu trời này cũng đúng là cái bầu trời hôm đó. Với lại có một cái nữa mà không biết quý vị có để ý không, là tại vì mình nếu mà mình tăng về phía mình tăng cái màu blue này đó, cái màu khói này nè nó cũng mất đi.
đó, nhiều khi mình trong có nhiều trong nhiều trường hợp đó mình cần phải dehaze, mình phải bớt màu khói đi, nhưng mà trong trường hợp ngày Tết mà có pháo nổ như vậy, Tuấn không có muốn dehaze mà nhiều khi mình còn tăng cái đó lên, thành ra Tuấn không muốn nó mất như mình đổi sang bên đây là thì nó cái màu khói nó mất đi đó, tại vì cái màu khói đó, cái màu xám xám đó nó cũng có rất nhiều màu xanh ở trong đó. Thành ra Tuấn nghĩ là trong trường hợp này Tuấn vẫn để nó chính giữa zero. Hai màu này thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thành ra mình tăng lên khoảng cộng 10 để cho cái áo này nó màu tím một chút. Magenta cũng không nhiều. Đó, thì so far là Tuấn nói về ba cái hue, saturation and luminance. Có một cái nữa đó là nếu mà quý vị muốn coi cả ba thứ cùng một lúc á thì mình click vào cái O này nè, thay vì nãy Tuấn đi từng phần một, ví dụ như saturation trước rồi đến luminance rồi đến hue, thì nếu mà mình click vào cái O này mình sẽ thấy cả ba thứ cùng một lúc, mà cái này cũng tốt thôi đó. Thì mình chỉnh một cái á, mình có thể mình chỉnh được ba cái, mình nhìn thấy cái những cái phần mà mình thay đổi. Anh Tuấn cho Thomas hỏi là tại sao lúc mà thường thường anh Tuấn hồi nãy mình chỉnh cái blue của anh, thường thường ở trên cái histogram á, cái bên trái anh thấy đang giờ hiện tại á, là nó màu, có thể nó đổi từ màu blue nó qua màu green, nó qua màu red, nó có bị ảnh hưởng gì không anh? Cái mũi tên chỉnh cái nào, chỉnh cái luminance hay là cái saturation hay là cái gì? Anh chỉnh cái hue á. Như là Tuấn nói á, một cái image á, nó combine bởi ba màu RGB, right? Là red, blue, green. Thì khi thì khi mà mình đổi cái màu blue á, nó đổi luôn mấy cái màu kia luôn, chứ không phải là đấy, mình đổi một chốc nữa qua cái phần calibration anh sẽ thấy rõ hơn. Là cái blue này nó không có nghĩa là mình chỉ chỉnh màu blue không, mà nó sẽ ảnh hưởng đến những màu khác. Thành ra nếu mà anh mà muốn chỉnh cái màu blue của bầu trời không, mà anh không muốn ảnh hưởng đến những cái áo hay là những cái này nè, thì anh nhớ là tuần trước anh Hiền có chỉ cái cách mà anh làm cái mask cho cái sky không? Khi mà anh làm cái sky, anh select cái sky á, thì là nó chỉ vào cái sky thôi, nó chỉ ảnh hưởng cái sky thôi, mà nó không ảnh hưởng những cái khác. Thì nhưng mà một cái của cái mask đó là nó không có phân biệt ra ba cái hue, saturation với luminance, nó chỉ có saturation thôi. Nếu mà nếu mà có dịp Tuấn trở lại cái đó thì cho anh thấy là thành ra đó, mình thành ra chút nữa Tuấn sẽ nói trong cái thí dụ thứ nhì, Tuấn sẽ nói cái cách mà làm sao mà mình chỉ thay đổi bầu trời mà mình không bị ảnh hưởng cái khác. Đó là một cái là sắp tới Tuấn sẽ nói. Nhưng mà anh nói đúng, tại vì bây giờ mình ví dụ như mình đổi cái màu blue này thành màu tím đi, thì anh nhìn thấy không, cái áo của mấy cái này nè nó cũng thay đổi luôn. Mà anh thấy là cái histogram nó bị drop xuống như vậy là cũng không tốt rồi, tức là nó không có, nó rất là low, mấy cái màu này bây giờ nó thấp lắm, nó tối lắm. Thành ra rồi mình nếu mà mình đổi sang màu này nè, nó cũng làm ảnh hưởng những màu khác, tại vì những cái màu này nó cũng có màu blue, cái nó cũng có cái pixel blue ở trong đó. Không biết anh dạ vâng, cảm ơn anh. Vì Thomas nãy play thử anh, Thomas đổi cái blue all the way to 100 đó, tự nhiên cái histogram mà cái arrow ở bên left á, nó đang màu green, nó turn ra màu đỏ. Có nghĩa là màu đỏ của anh bây giờ bắt đầu bị tối đó. Thành ra Thomas mới hỏi anh là khi mà mình đổi như vậy á, thì như anh nói tùy theo cái test của mỗi người, nhưng mà thí dụ mình đổi quá thì nó có thể nó bị ảnh hưởng cái picture của mình không? Đúng rồi. Đó, thì tại vì ở đây á, tất cả mọi cái màu ở đây á, nó combine bởi ba màu. Thành ra khi mình đổi một màu á, là nó sẽ đổi cái màu kia. Đó. Cảm ơn anh.
Thì như lúc nãy Tuấn có nói là thường thường Tuấn xét ở cái SSL. Nó có một cái option nữa là mình đổi sang color. Thì khi mà mình đổi sang color đó, mình cũng vẫn có 8 màu, mà mình cũng, nghĩa là mình cũng cũng adjust giống như là lúc nãy, nhưng mà thay vì mình lúc nãy á, là mình nó theo chiều dọc, thì bây giờ nó theo chiều ngang thôi, nó cũng không có gì khác. Chẳng hạn như giờ màu đỏ đây, mình đổi cái hue của màu đỏ thì mình thay đổi như vậy. Rồi đến màu cam, rồi đến màu vàng, mình cũng thay đổi cái saturation hay là luminance hay hue cũng như vậy. Nhưng mà thường thường thì Tuấn không có dùng cái color này nhiều, mà Tuấn hay xài cái này, dùng cái này. Thì đó, thì mình nếu mình để O mình thấy luôn cả ba thứ. Còn nếu mà mình để sang saturation thì mình chỉ thấy saturation thôi. Rồi mình cứ move đi sang cái luminance và hue. Cái hue này thường thường á, nếu mà một cái hình mà mình muốn cho nó trung thực á, thì mình cũng không cần phải thay đổi cái hue này nhiều, mà mình chỉ có thay đổi cái saturation với cái luminance thôi. Nhưng mà chút nữa cái mấy cái hình mùa thu đó, Tuấn sẽ nói nhiều về cái phần hue này để nó thay đổi cái hình của mình. Nếu mà mình muốn cái hình của mình nó colorful thì mình thay đổi cái màu hue, cái hue này của cái color đó, thì nó sẽ cho cái hình của mình nó cái màu nó phong phú hơn. Tuấn ở đây Tuấn có nói đến một cái nữa đó là cái Adobe Monochrome này nè. Khi mà mình đổi sang Monochrome á thì cái hình của mình nó trở thành trắng đen. Và cái lúc nãy đó cái Color Mixer bây giờ đó nó đổi là Black and White Mixer. Thì khi mà cái hình trắng đen đó thì mình có thể mình cũng thay đổi những cái màu ở đây. Tuy rằng nó gọi là trắng đen nhưng mà thật ra nó cũng có màu. Nó từ những cái màu này như nãy tôi nói đó, nó combine lại để nó có được cái màu trắng, màu đen, màu gray, màu này nọ. Thì mình thay đổi những cái này nè, mình cũng có thể mình thay đổi được một chút. Nhưng mà trong tối hôm nay Tuấn sẽ không có nói về cái phần trắng đen này. Tại vì mình đến lớp 2 mình có anh Hoàng Thế Nhiệm, rồi có anh Sĩ sẽ, đó là những expert về trắng đen, thì sẽ nói nhiều đến cái phần mà làm sao làm cái hình của mình trắng đen. Tuấn sẽ không có cover ở cái session này. Rồi bây giờ trở lại color, có một phần mà Tuấn không có ghi ở trong những cái điểm chính mà Tuấn gửi cho chị Loan, nhưng mà Tuấn nghĩ là Tuấn cũng nên nhắc ở đây. Như lúc nãy Huyền nãy Tuấn nói là có white balance, có color mixer, em cái này nữa là cái calibration. Thì thường thường cái calibration này nó ở cuối của cái đó, nhưng mà tùy theo cái menu của quý vị. Thì ở đây á, đối với Tuấn á, cái calibration này cũng giống như là cái fine tune cuối cùng trước khi mà mình đổi sang một cái hình khác. Thì cái shadow này nè, nó thay đổi cái mood của cái bức hình. Như trong trường hợp này nè, thì Tuấn nghĩ là đó, thí dụ như mình muốn cái hình của mình nó hơi có màu magenta một chút á, thì mình move nó sang bên tay phải. Còn mình, nếu mà cái này mình đổi nó sang bên này là, thì cái màu nó hơi sang cái màu cyan đó. Thì cái đó là tùy theo mình thích cái hình nó hơi đỏ một chút, hay là cái hình nó hơi pale một chút. Bây giờ đến cái phần đó, thì như nãy tôi nói đó là một cái image nó combine bởi red, green and blue. Thì khi mà mình, mặc dù cái này nó mình thấy nó red, nhưng mà bây giờ mình thay đổi cái saturation này nè, mình thấy nó không những màu red không, mà những cái màu khác nó cũng thay đổi nữa. Thành ra cái này là cái lúc mà mình fine tune lại. Ý tôi nói fine tune lại là bây giờ mình thử tăng cái này lên. Thì khi mà mình tăng cái saturation của cái red primary này lên đó, mình thấy là nếu mình tăng quá đó, mình thấy là bắt đầu cái màu cyan ở đây nè, nó tối đi. Thành ra mình cũng nên tăng chút xíu thôi. Nhiều khi nếu mà mình không thích nó too much saturate thì mình giảm nó đi cũng cũng
cũng không có gì là sai hết á, tùy theo 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 ý mình thôi. Đó. Nhưng mà nếu mình muốn cái màu pop thì mình cứ tăng nó lên mà nó không ảnh hưởng gì đến cái histogram hết. Rồi đến saturate cái là màu này cũng vậy. Đó, nếu mình tăng quá thì bắt đầu cái màu màu blue với màu màu green nó tối lại. Thì nếu mà mình bớt nó đi đó thì mình thấy là nó đến, thành ra cái này đó là cái mà để mình cuối cùng đó mình gọi là tinh chỉnh lại trước khi mà cái màu cho nó được á. Ví dụ như màu mình ai mà thích màu blue nó lên pop lên đó thì mình tăng nó lên. Đó là cái phần, còn cái hue này cũng vậy thôi, mình muốn tăng đi đến đây thì mình cũng muốn adjust nó theo ý mình muốn á. Nhưng mà Tấn nghĩ là Tấn cũng ít có touch mấy cái hue này lắm, tại vì mình đã chỉnh ở bên phần color mixer rồi, thì sang cái phần này Tấn cũng không có cần, không có nghĩ là mình phải chỉnh nhiều. Đó là tôi nghĩ là đó là tất cả cái mà trong cái hình này mà tôi muốn nói ở đây. Cái này là after và before. Đây là cái before em sau khi mình chỉnh. Quý vị có câu hỏi nào không? Ok, thì bây giờ nó cái màu nó lên được rồi thì mình cái next step là mình open. Và bây giờ là mình vào Photoshop. Thì trước khi Tuấn đóng cái này á, thì lúc nãy chị Mai hay là chị Vân có hỏi là cái cách mà làm sao để save vào JPEG hay là làm sao để mà save vào trong Facebook á. Thì thường thường á, muốn save nó có nhiều cách save, nhưng mà thường thường nếu mà mình muốn làm cho Facebook á, thì Tuấn vào cái export này. Thì ở trong cái vùng file này mình vào cái export rồi mình đi đến cái export as. Ở cái export as này mình check cái JPEG. Cái JPEG này tùy theo cái quality, nếu mà thường thường nó tính để là 7 tức là very high quality. Nhưng mà cái image size á, cho Facebook á, thường thường tính để khoảng 1,500 hay là 1080 á, thì mình để khoảng 1,500. Mình hit đây á, thì cái hình của mình nó sẽ nhỏ lại. Quý vị thấy không? Từ 22 megabyte bây giờ nó còn có 1.4 megabyte thôi. Thì cái hình nó nhỏ lại. Mình check cái copyright xong rồi mình export. Thì khi mình export nó sẽ hỏi mình muốn save vào đâu. Bây giờ mình ví dụ như bây giờ Tuấn có cái folder là PSCVN thì mình save vào cái folder này thì nó sẽ nằm ở trong đó. Rồi tự nếu mà mình nằm ở trong đó rồi thì mình lấy nó ra để mình post lên mấy cái social media. Cho em hỏi là click vào đâu để có cái export vậy anh? Vào cái file. A file. Yeah. File, xong rồi export. Ok. Export as. Yeah. Thường á thì người ta nói á, là nếu mà mình save Photoshop á, mình save dưới cái dạng là PSD á, Photoshop document á, thì mình dùng save as. Yeah. Khi mình dùng save as á thì mình save dưới cái dạng là Photoshop. Nhưng mà khi mà mình muốn save JPEG để mà mình post trong mấy cái social media đó
thì mình nên xài cái export as. Cái này á, nó cho mình cái option là mình đổi cái width là cái image size. Bây giờ nó tới 8000, gần như là 8200 megapixel. 8200 pixel thì nó tới 9.5 GB, cái file này lớn lắm. Thành ra trong trường hợp đó mình đổi sang cái file đó là mới có level 6 thôi, level 7 nó lên tới, nó còn lên cao hơn nữa. Thành ra mình nên đổi nó sang cho cái file nó nhỏ mà không có nhỏ quá. Thì thường thường là khoảng 1080 hay là 1500. Hội mình triển lãm thì hội mình thường thường suggest là mình để khoảng 2500 pixel. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Dạ, yeah. Chị thử coi cái hình của chị nó có lớn ra không? Dạ. Yeah. Anh Tuấn ơi, hình như anh xài cái Apple nó có cái phần quality mà sao Thomas xài cái window nó không có, nó chỉ có là format ở PNG hay là small size hay là high thôi. Nhưng mà anh thấy nó có cái phần nó kêu là excellent, great, good không? Dạ không có anh. Không có. Dạ. Nó có okay. JPEG, PNG, GIF. Cái này á Tuấn có là PNG, JPEG and GIF. Dạ. Nhưng mà ở cái quality này nè thì Tuấn có thể Tuấn để tùy theo mình để 7 á thì cái file mình nó lớn. À của em thì không có cái số nhưng mà nó nói là very poor, poor, very good, very good. Ok, như vậy là cái version cũ rồi. Cái version mới á là của nó, hình như là em của em là năm 522. Bên nào? Cái phần này nè. Dạ. Cái update á. Chị thấy không? Bây giờ của Tuấn á là 14.2 với 23.2. Của chị có thể là nó chị chưa có update. Dạ. Yeah. Anh bấm đâu ra chưa update vậy anh? Ok. Tức là mình vào cái phần help. Dạ. Yeah. Rồi cái update ở dưới này nè. Dạ, dạ, dạ. Rồi em coi sau cũng được. Thì đó, thì cái version này là cái mới nhất nè. Mới update có 2 ngày trước đây à. Là hâm của anh là 23.2. Dạ, em chưa có update. Dạ. Yeah. Cái của mình nó cũng có cái quality, nó có cái số. Nó cũng vừa có low 2 và nó cũng có cái số luôn. Đúng rồi. Nó giống như của anh Tuấn thôi. Đây là PC, chắc là cái của chị chưa có update. Dạ, dạ. Chứ em chưa update. Ok. Dạ, cảm ơn. Ok, bây giờ mình tới cái... nếu mà không có câu hỏi gì đó, mình tới cái hình thứ nhì. Cái hình thứ nhì này á, là cái hình chụp bằng phone. Hôm nay tại vì Tuấn muốn nói, tại vì từ trước giờ mình thường thường mình open một cái tấm hình đó, mình open cái raw file. Hôm nay tôi muốn nói là bây giờ trong trường hợp mình có cái JPEG thì mình có thể mình sửa bằng Adobe Camera Draw được không? Thì câu trả lời là yes. Đương nhiên là mình vẫn suggest mà mọi người nên chụp draw, tại vì draw đó nó có cái dynamic range rất là lớn. Thành ra mình cái hình của mình dù cho có sáng quá hay tối quá đó, mình đổi cái nó rất là dễ. Nhưng mà chụp JPEG là nó compress rồi á thì nó sẽ không có được, mình không có cái freedom như là cái flexibility như là cái hình raw. Nhưng mà trong trường hợp mà thí dụ như Tuấn hay đi đạp xe đạp hay là hay đi hiking, Tuấn không có mang cái gear mà heavy á, thì nhiều khi mình chỉ có cái máy nhỏ thôi hay là mình chỉ có cái cellular phone thôi, thì trong trường hợp đó mình cũng vẫn có thể mình
sửa bằng cái Adobe Camera Raw được. Thì đây là cách Tuấn mở đó. Thì thường thường Tuấn right click rồi vào cái Adobe Camera Raw, cái Adobe Photoshop 22 này, thì nó sẽ đưa Tuấn vào trong cái Adobe Camera Raw. Thì cái hình này á, Tuấn chọn cái hình này á, tại vì cái hình này là hình mùa thu, mình có thể mình thay đổi cái màu rất nhiều. Như bây giờ đó thì mình thấy là ok, nó có mấy cái lá vàng, cái cây này nó có mấy cái lá vàng như vậy. Thì bây giờ để review lại cái bài của anh Hiền, mà Tuấn nghĩ là rất là quan trọng là cái bài về mask á. Thì nếu mà nhìn cái hình này á, quý vị nhìn cái histogram này không, thì là rất là tốt rồi. Ba màu nó ở như vậy mà nó không bị tối quá mà không có bị sáng quá. Thành ra bây giờ cái hình này á, Tuấn nghĩ là bây giờ nếu mà nói về bây giờ để ôn lại cái bài của anh Hiền chút xíu là ở phần này á, cái select subject là một cái mask mà bây giờ tại vì ở đây nó có subject, thành ra nếu mà mình click cái select subject thì tức là mình thấy là cái Adobe Camera nó tìm được cái subject rất là tốt. Nó hơi bị lem một chút thì mình sẽ sửa lại cái lem đó bằng cách là mình subtract, phải không ạ? Rồi mình dùng brush, mình giảm cái brush này đi chút xíu, mình chà vào cái phần này nó bị lem ở dưới này. Rồi ở cái dấu cộng này mình add thêm cái nón này, nó cũng hơi bị thiếu ở đây, mình tăng thêm cái nón này lên chút xíu. Thì cái subject này thường thường subject đó, mình muốn cho cái subject của mình nó sáng ra, phải không ạ? Thì mình rồi xong rồi thì mình tăng cái sao cái kia ở đâu rồi, mình tăng cái texture nó lên một chút, clarity lên một chút, sharp lên khoảng cộng 10. Cái noise này, tại vì khi mà mình tăng mấy cái này á, thường thường nó hơi có noise, thì Tuấn cũng tăng cái noise lên chút xíu. Còn cái phần light sao? Light. Đó, cái light, đúng rồi. Thì cái trong cái phần light á, thường thường mình muốn cái subject mình đó là cái mà khi mà người ta nhìn vào người ta thấy á, thành ra mình tăng cái exposure lên. Và cái contrast này cũng được nữa. Anh tăng cái contrast lên chút xíu. Cái quần với cái chỗ này nó hơi tối đó. Anh tăng cái shadow hay là anh tăng cái black lên một chút. Đó. Là đây là một cái cách mà mình thay đổi cái này mà nó không có ảnh hưởng đến mấy cái màu khác. Thì như nãy Tuấn có nói á, là cái mask này là nó không có cái hue với lại cái luminance, nó chỉ có saturation thôi, thành ra nó không có cho mình nhiều cái flexibility như là khi mà mình về cái basic cái color mixer. Thành ra ở đây á, mình chỉ có thay đổi chút xíu ở cái saturation này thôi, không có được nhiều. Ok, thì tại vì Tuấn muốn review với quý vị về cái mask của anh Hiền đó, mà Tuấn nghĩ là mình cứ nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào mà quý vị quen với cái đó, tại cái đó là một phần rất quan trọng của cái Adobe Camera Raw. Bây giờ Tuấn trở lại cái phần chính của mình đó, là cái Color Mixer. Thì như cái này á, mình để cái O này đi cho mình thấy luôn một lúc ba thứ luôn. Thường thường thì cái hue này Tuấn chưa có touch nó trước, bây giờ Tuấn thay đổi cái saturation. Cái màu đỏ ở đây nó không có nhiều, thành ra mình không cần phải thay đổi màu đỏ, tại vì màu đỏ này nó không có nhiều. Màu cam thì nó có nhiều là tại vì mùa thu mà, thành ra mình tăng cái màu cam lên
Quý vị thấy không? Cái lá nó khác liền, mình để đi nó pale, mình đổi sang bên này nó sậm lại. Màu vàng nó cũng nhiều. Đó, màu vàng nó khi mình tăng lên màu vàng á, mình thấy là cái lá bắt đầu nó pop lên. Nhưng mà để ý cái histogram nha quý vị, tại vì nếu mà quý vị tăng nhiều quá, thấy không? Nếu mà mình tăng cái màu cam lên nhiều quá nó tự nhiên cái này nó drop xuống. Mặc dù là mình thấy cái hình rất là đẹp, nhưng mà thật ra cái điện nó đi theo nó mất rồi. Thật ra phải cẩn thận chỗ đó một chút. Đó, trong trường hợp này Tuấn chỉ lên mà lên một chút thôi, mà Tuấn thấy nó cũng không có thay đổi gì cái histogram hết. Màu xanh, ok, mình muốn tùy theo mình muốn cái màu xanh nó hơi xanh lên một chút thì mình đổi cái màu green lên. Màu này Tuấn nghĩ là không có nhiều, thành ra mình không cần phải đụng đến nó. Cái màu blue, trong trường hợp này màu blue này nó cũng không có nhiều lắm, thành ra mình muốn tăng lên cũng được, mình không thấy cái histogram nó thay đổi gì hết. Purple ở đây cũng không có. Đó thì khác với lại cái tấm hình mà Tuấn chọn kỳ trước, cái tấm hình này á, nó không có nhiều cái màu như là cái tấm hình trước, nó chỉ có ba màu chính thôi, là màu orange, màu yellow and màu green. Rồi bây giờ sang cái phần luminance, Tuấn đổi cái này á, mình tăng cái màu, nếu mà mình màu đỏ này nó không có nhiều, thành ra mình cũng không cần phải thay đổi nhiều. Màu orange thì mình tùy theo mình muốn cho nó sáng, cái màu vàng nó sáng ra thì mình tăng cái này lên. Màu yellow tăng lên, màu green tăng lên, màu blue không có nhiều thì cái đó mình cũng không cần gì hết. Đó, bây giờ cái hình này á nó ok rồi. Bây giờ đến cái hue thì như nãy mình thấy là chỉ có ba màu. Dạ. Ok, cái màu vàng đó thì mình thấy là Tuấn thấy là nếu mà Tuấn đi về bên tay này là thì nó sậm hơn, đi về bên đây thì nó vàng tươi hơn. Thì tùy theo trong trường hợp này Tuấn chọn màu vàng sậm đi, là Tuấn đổi nó xuống còn -19 cho nó sậm lại. Đó. Nếu mà mình đổi nó nhiều á thì nó sẽ có thêm màu đỏ nữa, nhưng mà cái đó là cái mà tôi muốn sẽ nói sau. Bây giờ tính cho nó làm cho nó vàng tươi đi, cho nó vàng tươi một chút xíu đi. Rồi cái này cũng vậy, nếu mà mình đổi như vậy á, nó sẽ cái màu nó giống như là cái màu lá mà nó mới vừa vàng á, màu green nó lên chút thì nó sẽ 17-15 màu green lên. Ok, thì đó là ba màu mà Tuấn thay đổi đó. Calibration, ok, let check cái calibration này thì Tuấn sẽ không có đụng ba cái hue mà Tuấn chỉ để coi cái shadow này nó có thay đổi gì không. Thì như trong cái hình này Tuấn thấy là Tuấn thay đổi cái từ left sang right nó cũng không có thay đổi nhiều, tức là cái phần shadow này nó không có nhiều. Bây giờ cái saturation này Tuấn đổi, nếu mà nó theo mới có lên có bắt đầu đây là nó drop cái histogram xuống, thành ra cái này cũng giống như là mình đã optimize rồi, Tuấn chỉ để khoảng -3 thôi, mà +3 là cái màu blue nó cũng đã tối rồi, nên ra Tuấn nghĩ là cái calibration này mình cũng không có cần phải làm nhiều. Ok, đó là cái hình này, cái histogram rất là ok. Bây giờ mình open nha. Nó đưa mình sang cái phần Photoshop. Bây giờ cái mà hôm nay Tuấn cũng muốn chỉ cho quý vị á, là bây giờ mình bắt đầu làm cái layer để làm sao để chốc nữa Tuấn sẽ ép thêm màu vào. Thì cái layer này á, làm sao để có layer thì có nhiều cách, là mình vào cái phần layer new and layer, hay là thường thường á layer via copy chứ
tức là Control J á, trong cái, nếu mà quý vị nên nhớ cái shortcut này, tại vì cái shortcut này rất là quan trọng. Thì mình nếu mà Apple đó là Command J, còn nếu mà PC đó là Control J, thì tức là mình create một cái layer. Rồi cái layer này quý vị làm được cái đó chưa? Control J để nó ra cái layer. Tại cái phần này rất là quan trọng, Tuấn muốn đi chậm chậm thôi. Ok, xong rồi. Lên đây filter, camera draw filter. Click cái này. Nó cho mình lại cái camera draw lúc nãy mình làm. Nó chỉ thiếu một cái crop thôi, nhưng mà cái đó cũng không có quan trọng ở đây. Đó, thì bây giờ mình trở lại cái hình này. Cái mà tại Tuấn create một cái nữa đó, để Tuấn đổi cái màu này thôi chứ không có gì hết. Tức là bây giờ mình trở về Color Mixer. Nãy quý vị nhớ không? Là mình muốn có màu vàng sậm với màu đỏ. Thành ra cái saturation này, trong trường hợp này á, bây giờ Tuấn đổi cho nó sậm lại, màu orange. Cho nó sậm lại một chút. Hơi. Và cái về cái hue này, lúc nãy mình muốn nó có cái màu này để cho nó có vẻ nó mo, giống như mo mùa thu. Hãy coi cái màu đỏ này. Đó, mình đổi cái một số cái màu này. Thì nãy đó là mình có cái màu vàng tươi, bây giờ là mình có cái màu giống như là cái lá mùa thu, mà nó cũng khoảng tháng 11, tháng 12 rồi đó. Thì là nó vàng, và bắt đầu nó có những cái lá nó thơn sang màu đỏ. Thì tùy theo mình muốn mình đổi cái hue này chút xíu. Mình thấy là nó cũng không có thay đổi cái histogram nhiều, thì là that's good. Bây giờ nếu mà quý vị happy với những cái màu này rồi á, mình trở về, mình click OK. Và đây là một cái nữa, là bây giờ mình add cái mask vào cái layer này. Thì làm sao để add cái mask? Cái mask thường thường alternate. Quý vị click cái dưới này nè, cái giống như cái lá cờ Nhật mà trắng đen này nè. Đó là mình add một cái mask vào trong cái layer mình mới vừa create á. Thì mình trở lại, tại vì nó là màu đen đó, tức là nó hide. Thành ra mình thấy lại cái hình cũ mà lúc nãy, cái màu vàng tươi lúc nãy. Rồi sau đó đó, mình dùng cái brush, tức là bi á, mình thay bi á. Mình bắt đầu mình paint. Thì bây giờ Tuấn thấy là cái cây này nè, cái cây ở chính giữa này Tuấn muốn nó vẫn màu vàng tươi. Nhưng mà cái cây ở đây là tại vì nó tối á, Tuấn bắt đầu Tuấn paint nó sang cái màu vàng sậm mà lúc nãy mình chọn. Tùy nha, quý vị muốn nó màu như cũ hay là màu này thì tùy. Nhưng mà Tuấn muốn là đó, thì Tuấn sẽ paint một số mấy cái màu này cho nó ra màu. Cho nó có vẻ đang không phải là tháng 10 mà nó khoảng tháng 12. Đó thì Tuấn dùng cái brush, Tuấn paint những cái chỗ nào mà Tuấn muốn nó sậm. Còn cái cây chính giữa này Tuấn muốn nó vẫn màu như cũ để nó có cái màu thành ra để cái mục đích của Tuấn là Tuấn muốn là cái hình này nó nhiều màu thôi chứ không có gì hết. Thì tùy, nếu mà người nào thích một màu như kia thì là cái hình đó coi như là xong. Còn nếu mà mình muốn cho nó có thêm màu vàng, màu cam, màu đỏ thêm á, để nó có vẻ giống như là mùa thu chết á, thì bấm vào đây. Đó thì mình thêm nó thêm. Lúc không thấy con mau, không thấy con chuột của anh chỉ tới đâu ha. Sorry. Không thấy sơ của đâu hết á. Thấy không? Đây nè, nó ở phía bên tay phải nè.
ở gần cái đây là cái đầu ha. Thấy cái nón không? Dạ dạ thấy rồi. Sorry là tại Tuấn không có cái giống như anh Hiền đó. Thành ra dạ. Đó thì giờ Tuấn paint cái chỗ nào mà Tuấn muốn thì lúc nãy chị nhớ là mình có dạ. Mình có một cái layer rồi gì xong mình làm một cái layer nữa. Mà cái layer nữa, cái layer thứ nhì đó mình làm cho nó sậm và nó có màu đỏ. Thì bây giờ đó mình mask cái đó thì nó trở lại cái màu cũ. Và mình muốn paint cái phần nào mà mình muốn paint thôi. Đó. Thì thí dụ như bây giờ chị muốn cái cây ở giữa này đó nó hơi có màu đỏ ở mấy cái cành ngoài này thì mình paint ở ngoài này một chút. Đó. Đó. Nhưng mà mình muốn giữ cái màu vàng tươi này nó cũng đẹp vậy. Thành ra mình giữ. Thành ra cái hình này của mình thay vì á, nó có một màu như vậy nó hơi look boring thì mình cho nó thêm màu đỏ, màu gì Tuấn hơi exaggerate một chút xíu nha. Nhưng mà quý vị khi mà làm á, thì mình để cái brush nó nhỏ lại, mình paint từ từ thôi. Tại vì thì giờ mình không có thì giờ đó, thành ra Tuấn paint hơi lẹ đó. Thành ra nó cũng lem tùm lum hết, nhưng mà you got the idea. Anh Tuấn, em có câu hỏi chứ anh Tuấn ơi. Dạ, yeah, anh Kim. Anh Tuấn nói lại chậm cái chỗ mà mình mở cái laser anh. Yeah. Ok, mình, đó. Bên Photoshop mình vô cái menu laser okay. Mình chọn. Ok, thì đó cái đó là Tuấn muốn là mọi người phải rành về cái đó một chút. Mình vô cái laser mình chọn cái new fill laser ha, chọn cái new. Ok, bây giờ Tuấn làm lại từ đầu nha. Tuấn làm lại từ đầu nha. Bây giờ là coi như mình yeah. Mình đâu để đâu rồi. Ok, làm lại từ đầu đi. Rồi mình open nè. Đây là cái hình của mình từ đầu cái gì. Bây giờ đó, Tuấn nói là the next step là control J, tức là command J của anh Kim là command J. Yeah. J là like a jack, jack in the box. Yeah. Đó, thì khi đó mình có một layer. Rồi từ cái layer này mình vào cái filter ở trên này nè, trên góc trên này nè. Sorry, cái con chuột của Tuấn, cái cursor nó nhỏ. Đó. Nhiều khi không thấy con chuột đâu hả? Ok, sorry. Đó, thì mình lên cái filter này trên này nè ha. Mình xuống cái camera draw filter. Anh đã trở lại. Anh để một hồi hình email anh Tuấn cái link tới cái app đó đó. Để mà cái cursor thì đó thì mình trở lại cái phần này thì lúc nãy tôi nói là bây giờ thay vì màu vàng tươi này nó lúc ok nhưng mà nó hơi boring, mình muốn nó có nhiều màu hơn thì một cách mình làm đó là ở cái phần hue này nè mình đổi cái màu orange nó sang bên tay trái một chút thì khi mình đổi sang bên tay trái mình thấy cái màu orange bây giờ nó đổi sang cái nó có sậm lại. Rồi cái màu yellow này mình cũng đổi nó một chút tùy theo mức độ mình muốn. Nhưng mà mình phải để ý cái histogram đó là Tuấn nhắc là tại vì mình lên quá đỏ á, bắt đầu cái nó bị cháy á, thành ra mình cũng không có nên làm quá đỏ, nó cũng không có realistic. Thành ra như trong trường hợp này Tuấn để khoảng cỡ này đi. Và quý vị thấy là nó có một cái màu khác. Đấy. Bây giờ cái saturation này tùy mình thôi, mình muốn nó pop lên thì mình đổi sang bên tay phải, mình muốn nó sậm lại thì mình đổi sang bên tay trái. Bây giờ tính đổi sang bên tay trái đi cho nó lên. Luminance. Ok. Tính làm hơi rough một chút nhưng mà you get the concept. Of course là mình không muốn cái đất này nè. Bây giờ quý vị thấy không? Cái đất này là nó hơi đỏ đỏ. Thật ra nó không phải là cái đất đúng của nó. Ở Việt Nam thì có thể có cái đất đỏ này. Nhưng mà ở bên Mỹ này cái đất này nó cũng hơi không có. Thành ra lúc mà mình paint đó, mình phải né cái đất này. Đó. Sau khi mình thay đổi xong rồi á, thì mình click OK. Anh Kim theo kịp chưa? Dạ kịp, anh click OK.
chủ yếu em tập trung vô cái thao tác nên anh, còn cái chuyện màu là từ từ mình tính. Ok. Thao tác màu là mở laser đồ này kia đó. Ok. Rồi bây giờ đó mình add một cái mask lên trên cái layer mà mình mới create đó, bằng cách là mình dùng cái alternate hay là option. Xong rồi mình click cái phía dưới này nè quý vị, cái mà đây này, add layer mask nè. Anh Tuấn ơi, mình chưa có đi về cái mask này ở bên Photoshop. Bây giờ anh delete cái mask thì anh cứ click vô cái mask thì nó ra cái màu trắng. Thì màu trắng á, nó sẽ show tất cả. Còn anh click vào màu đen thì màu đen nó sẽ không show, để cho mọi người biết là cái mask nó, cái màu đen là nó che, màu trắng là nó show. Đúng rồi. Thì tôi muốn nói đó, màu đen là conceal và màu trắng là reveal. Thì bây giờ đó là mình có màu đen thì là nó che lại cái màu mà lúc nãy mình làm. Làm sao mà anh đổi từ màu đen ra màu trắng hoặc là trắng qua đen vậy anh? Khoan. Đó mình cái mask á, trong cái mask á. Anh hold down cái alternate key á, anh bấm cái đó nó sẽ thành màu đen. Mà không có hold cái gì hết nữa. Nó thành màu trắng. Còn nếu không thì anh để vô cái select cái mask, Control I là invert á, nó màu đen nó thành ra màu trắng thành ra màu đen. Nhưng mà ở đây á thì tôi muốn nói là bây giờ mình alternate, xong rồi mình click cái mask này để cho mình có màu đen, tại vì mình sẽ trở lại cái màu mà của cái background. Xong rồi mình xài cái brush, tức là mình thay cái chữ B á, mình bắt đầu mình paint. Quý vị để ý cái cơ sở nha, đó anh paint nha. Thì tùy theo cái chỗ nào mà mình muốn nó có cái màu đó thôi, chứ còn cái này là cho tùy cái test của mỗi người. Ví dụ như Tuấn muốn cái bên tay phải này của Tuấn nè, mấy cái lá này, tại vì nó ở vùng tối á, Tuấn muốn nó có cái màu cam với lại màu đỏ này, thì Tuấn paint nó. Quý vị cứ paint nó đi đó. Còn bây giờ cái cỏ này mình muốn đậm. Hello. Cái cỏ này muốn đỏ thì mình cũng paint cái này luôn. Đó, tùy. Đó, nó Tuấn hơi bị lem sang cái đất này, mà thiệt ra cái đất này mình không muốn nó đỏ. Rồi bên đây. Tuấn mở cái này cho nó lớn hơn, cái cursor này nó lớn hơn để làm cho nó nhanh. Chỉ có cái cây chính giữa này Tuấn muốn nó màu cái màu vàng tươi này đi, hơi mấy cái góc này nè, mình cho nó hơi cam cam một chút cho nó có cái contrast thôi. Cái cơ sở vẫn đang ở đâu vậy? Dạ. Cái con chuột của anh đó, bây giờ nó đang nằm ở đâu? Nó nằm ở cái chỗ nào mà tôi paint đó, sorry là cái con chuột của tôi nó không có được rõ. Nhưng mà anh thấy cái phần nào mà tôi paint không? Bây giờ là anh nhìn ở cái nón nè, cái nón của cái người này nè, đó con chuột tôi đẹp. Giờ tôi move sang bên trái nha, anh thấy không? Đó, giờ tôi paint nè. Anh thấy chưa? Đó, tôi paint thì nó ra cái màu đó. Cái màu mà lúc nãy mình chọn ở trong cái layer thứ nhì đó. Anh có thể show họ cái mask của anh được không? Đây nè, cái mask đây nè. Bây giờ click cho nó ra nguyên tấm hình bự luôn anh. Alternate rồi click vô cái mask. Yeah. Đó, thì đó, cái, đó là những cái chỗ trắng mà anh sơn đó. Mấy cái này là cái mà tôi sơn nè. Cái mask của anh hồi đầu tiên là nó đen thùi lùi. Những cái chỗ trắng là những cái chỗ mà anh Tuấn anh sơn. Nó lòi mấy cái màu. Để cho lòi cái màu của cái hình đó nó ra. Đó thì bây giờ ở phía trên này nha, tôi
tôi đổi lại. Đó thì phía trên này tôi sơn đó. Ví dụ như bây giờ là nó cũng tương đối là xong rồi đi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là nó hơi có vẻ nó vàng quá đi. Thì mình lúc nào cũng vậy, mình có thể mình thay đổi cái opacity. Bây giờ là 100%, nếu mà mình muốn thấy mình hơi too much, mình muốn nó 50% thôi, thì mình mua cái opacity này 50%, thì mình thấy nó bớt đi. Mà mình 75%, 100% tùy theo cái test của mình. Thì cái phần này á, là ý Tuấn muốn làm đó là Tuấn thứ nhất là giới thiệu cho quý vị là làm sao để mà add cái layer, và thứ nhì đó là cái layer mask, mà và thứ ba đó là nó ảnh hưởng cái color, cái hue. Mình có thể mình dùng cái layer và layer mask mình làm cho cái bức hình mình nó more colorful. Đó là cái mục đích mà Tuấn muốn nói ở đây. Tuấn ơi, sorry anh, à em bị lost ở cái chỗ mà sau khi mình tạo new layer, mình click camera raw là nó nhảy qua camera raw, xong rồi mình làm cho mấy cái lá nó thành màu cam xong xuôi, mình bấm ok đó anh, để quay về Microsoft đúng không anh? Đúng rồi. Mà khi em quay về Microsoft á, cái layer 0 với cái layer 1 của em đó, nó xem luôn là làm sao anh? Nó không xem có layer 0 nha anh, nó mà là background đấy. Nếu mà anh có layer 0 tức là có cái gì sai rồi đó. Dạ, yeah, của em nó không có background mà nó có layer 0 là okay, layer 1. Ok, như vậy là trước khi mà anh làm cái layer 0 đó, anh vào cái layer này nè, anh make sure là anh merge visible trước khi mà anh create một cái layer nữa. Tại vì mình muốn cái trước khi mình vào cái mở một cái layer mới á, thì cái layer mà mình hiện tại bây giờ đó nó là background. Còn nếu mà nó là layer 0 tức là anh có add một cái mask nào trước rồi hay là một layer nào trước rồi mà anh không vô tình không biết. Tôi nghĩ là tại vì anh click vô cái layer background đó thì nó sẽ change từ background qua 0. Yeah, something like that. Là click ngay cái thành ra anh có thể anh quay lại cái phần đó, tại vì nó không có layer 0 ở trong này. Cái cách mình delete layer hả? Mình yeah. Ok, tại vì Tuấn cũng không có muốn confuse. Mình đem cái này ha, mình đem bỏ vào trong cái trash can ở dưới này nè, là mình làm mất đó. Mình drag cái layer đó đó, mình bỏ xuống cái trash can dưới này nè. Là mình delete nó. Bây giờ anh make một cái copy nữa đi, rồi anh delete cái copy đó. Bây giờ em phải làm lại để em có cái background. Dạ, thì background bây giờ như anh Hiệp nói cũng đó, bây giờ Tuấn mới vừa control J đó, để Tuấn add một cái copy của cái layer 1 vô đây. Thì bây giờ nếu mà Tuấn muốn delete cái layer này á, thì Tuấn chỉ click vào cái layer đó, xong rồi Tuấn đem xuống cái trash can này, Tuấn bỏ đi là nó mất. Dạ, cái vấn đề bây giờ là em mất cái background đó anh, làm sao mà mình phải làm lại từ đầu để lấy lại cái background. Bây giờ em có cái layer 0 với layer 1 nè, không có cái background. Tại vì mình thấy cái mystery không? Hiền ơi, cái giọng của anh sao nó bị không có nghe được anh Hiền? Anh Hiền ơi, cái hình như cái micro của anh nó làm sao á? Đúng là không có nghe được anh Hiền nói vậy cả. Anh Hiền nói là anh lên cái history đó, lên group trên đầu á, nghe chữ open á, thì anh sẽ có lại cái layer cũ. Dạ, yeah, đúng rồi. Đó, thì lên đây là cái original của nó. Thì anh đó là anh sẽ chờ nó đi. History nó nằm ở góc nào anh?
ok, có history á. Nhìn ơi, cái của anh nó bị echo nhiều quá, nó rè. Ok anh Kim, nếu mà anh muốn cái history đó thì anh vào đây nè, Windows history, anh check cái phần history này. Thì anh sẽ có cái history. Bây giờ Hiền nói ok chưa? Yeah, ok rồi, tốt rồi. 5/5 anh Hiền, very tốt. Ok, coi như là mình xong cái bài này rồi. Lúc nãy bây giờ nó đang ở đấy gì? Mình còn một phần nữa là bây giờ mình finalize cái hình này đó, thì mình vào cái layer, tức là trên này nè. Đó. Cái phần layer này mình đem xuống, mình merge visible. Thì lúc nãy hai layer, bây giờ nó merge với nhau rồi đó, nó còn có một layer thôi. Là tính thấy là cái hình này tương đối là ok. Lúc đầu nó là như thế này, bây giờ nó có thêm màu cam, nó thêm màu đỏ, nó thêm một đó, thì đó là cái mà coi như cái hình này cũng không có gì là thay đổi nữa. Mình thấy mình xong cái hình này rồi phải không ạ? Có ai có câu hỏi gì không? Chỗ mà merge cái layer đó, Tuấn nên thấy nó vừa có là merge down rồi flatten image rồi merge layer, nó khác nhau chỗ nào anh? Cái đó thì bây giờ đó, tại vì còn mới đó, tại vì thường thường đó merge layer thường thường thì Tuấn xài là merge visible, nhưng mà cái merge layer này là trong trường hợp mình có nhiều multiple layer, thí dụ mình có 5 layer thôi mà mình muốn merge 3 layer thì mình highlight 3 cái layer nó lên rồi mình merge với nhau. Còn cái flatten image này nè thì nó đối với trường hợp này Tuấn nghĩ là nó cũng the same, nhưng mà trường hợp này nó exactly the same anh Tuấn. Yeah, nhưng mà cái hình như cái flatten image này anh Hiền, là nó nếu mà mình click cái layer đó, đó nó chỉ flatten phía dưới của nó thôi, còn phía trên hình như nó vẫn giữ hay sao đó. Nhưng mà Tuấn có cái thói quen á, hết ra nguyên tấm hình luôn. Tuấn có cái thói quen Tuấn có cái thói quen là Tuấn dùng cái merge visible. Yeah, mình merge visible hoặc là mình highlight cái nào mà mình muốn merge chung thì mình merge thôi. Thì nó nguy hiểm hơn cái kia. Nhưng mà mình có cái history, we can always go back making mistake. Flatten thì là khi mà mình create một cái layer xong rồi mình transform á. Thì thường thường nếu mà khi mà Tuấn transform một bức hình đó, thì Tuấn hay xài cái flatten, nhưng mà trong trường hợp này á, mặc dù là Tuấn nghĩ là nó cũng the same, nhưng mà Tuấn hay dùng cái merge visible. Cái flatten là nó sẽ merge tất cả cái layer đó anh. Và khi mà anh save nó tự động nó flatten luôn, tức là anh không phải flatten nữa. Ví dụ anh xong hết rồi có cả chục layer rồi anh để tao save, nó tự động nó flatten cho anh, rồi nó sẽ vô cho anh. Yeah. Nếu mà xem dễ thách đó. Phải merge layer làm gì lúc mà mình xem. Nếu mình xem dễ thách đó, đúng rồi. Yeah. Chứ còn Photoshop mình save nó sẽ cho mình một cái không phải warning, nhưng mà nó notice mình là cái file của mình quá lớn. Nếu mà mình để nhiều layer quá. Nhưng mà anyway, cho cái lớp này Tuấn không muốn Tuấn dùng merge visible, mình sẽ bàn về cái chuyện mà đó sau. Vị có câu hỏi gì không? Trước khi mình sang một cái phần khác nữa. Bây giờ có cái tấm hình thứ 3. Tấm hình này Tuấn go very quick nha. Thì cái cách mở nó cũng giống như hai tấm trước, tức là mình highlight cái tấm này, xong rồi mình right mouse click open Adobe Photoshop 22. Nó sẽ đưa mình vào trong cái
cái Adobe Camera Raw. Cái hình này, cái histogram look very good. Cái mà mình muốn nói ở đây là, để coi coi, cái về phần basic, white balance, giống như mình đã nói đó, ba phần ảnh hưởng đến cái color nhiều nhất, white balance, color mixer and calibration. Thì cái white balance này, nếu mà mình thấy là nó, mình thử check coi cái phần gray này nè, thì mình thấy nó cũng không có thay đổi gì nhiều, phải không? Thành ra mình tính nghĩ là cái white balance này là đúng rồi đó, hay là mình để auto á, thì mình thấy nó hơi thin, nó hơi khô một chút. Thành ra Tuấn cũng không thích cái màu auto này, mình để lại airshot đi. Thì cái hình này cũng giống như là mấy cái hình lúc trước á, là bây giờ mình sẽ go vào phần color mixer, tại vì mình nghĩ là mấy cái exposure, mấy cái này everything nó ok. Có thể mình đa dạng mấy cái contrast, mấy cái texture này. Còn cái subject này mình cũng không có cần phải, tại vì cái này nó cũng là subject này rất nhỏ, mình bỏ vào đây để nó scale cái hình thôi. Đó. Chứ còn nó cũng không phải là subject của mình ở đây, thật ra đó là mấy cái lá mùa thu ở trong cái rừng này mới là quan trọng. Đó. Thành ra bây giờ mình vô luôn cái phần color mixer này. Thì ở đây á, tôi nghĩ là cũng giống như cái hình mà thứ nhì lúc nãy á, là cái phần, mấy cái phần orange này là mình tăng. Nếu mà mình muốn tăng vẫn chụp bằng phone vào ạ. Dạ. Anh Dũng nói gì ạ? Vẫn chụp bằng phone cái hình này vào. Vâng. Anh nhìn thấy rất là dễ khi mà anh nhìn cái ISO này nè. Nó có 50 à, mà 4mm f1.8 à, cái information này nó cho anh biết ngay là không có cái máy camera nào. Camera bây giờ cũng có thể đi 50 được, nhưng mà cái này cũng là hình chụp bằng phone thôi. Đó. Đó thì mình nhìn cái information ở đây mình biết nè. Rồi bây giờ tính tăng cái saturation này. Cái hình này, by the way, cái hình này chụp ở Oregon. Màu green, tăng cái màu green lên. Blue này nó cũng không có nhiều, tại vì cái bầu trời này thiệt ra đó là cái bầu trời này nó không có được tốt lắm. Nó gray thì chốc nó, nếu có thì giờ Tuấn sẽ chỉ cái cách mà thay cái bầu trời này cho nó xanh. Tại vì thường thường á, cái ba cái màu mà ông Van Gogh ông nói á, là màu vàng, màu cam với màu xanh, nó phải đi với nhau. Nếu mà có màu vàng, màu cam mà thiếu màu xanh, nó giống như cái hình của mình nó hơi thiếu cái gì đó. Thành ra nếu có thì giờ. Còn ok, bây giờ luminance ở đây như tôi nói là màu đỏ nó không có nhiều, thành ra tôi không có thay đổi màu đỏ, chỉ có màu cam, màu vàng với màu xanh thôi, màu green á, màu xanh green á. Màu blue cũng không có, màu purple này cũng không có luôn. Nó không giống như cái hình cái chụp hồi Tết đó, là nó có đủ màu, nhưng mà cái hình này nó chỉ có ba màu đó thôi. Thành ra mình chỉ focus on ba màu đó thôi, thì mình tăng cái này lên. Đừng có tăng nhiều quá, tại bắt đầu màu xanh nó bị tối. Tăng lên. Tăng màu green lên. Rồi bắt đầu cái hue này á, thì giống như lúc nãy mình cái layer đầu tiên mình làm cho nó hơi tươi một chút đi. Rồi, bây giờ mình open. Cái hình JPEG nó nhỏ, tại nhà nó kéo cái này thấp. Đó. Rồi, bây giờ mình, anh Kim để ý nè. Nó đang background phải không? Bây giờ tính Control J nha. Tức là Command J đó. Để mình add một cái layer nữa. Xong rồi, mình lên cái filter. Camera Draw Filter. Rồi. Bây giờ hue, right? Hue mình đổi đi.
Tuấn mới đổi cái màu orange sang bên tay tay trái đó, để cho nó có cái đỏ vàng ở đây. Màu cam, cam này tùy mình thôi đó, mình thích màu nào mình đổi cái hue này đi. Rồi đến saturation này tôi nghĩ là không có cần phải đó, thì mình cứ thay đổi một chút xíu cái làm sao. Anh Tuấn cho hỏi cái. Yes. Cái lúc mà anh open file đó. Yeah. Là tự động nó xuống sẽ vào ACR đúng không? Rồi trong ACR đó thì anh đổi color, anh có thể anh đổi hue hoặc là saturation hoặc là luminance. Yeah. Rồi anh click OK. Rồi click open thì anh sẽ đi qua bên Photoshop. Qua Photoshop right. Xong rồi anh lại trở lại ACR. Thì right. Tôi có hỏi anh là tại sao lúc đầu, lúc mà anh ở ACR, lúc mà anh open cái file đó thì anh adjust luôn hue ngay đó luôn. Thì sao lại qua Photoshop xong lại trở lại ACR? Không, tại vì anh nhớ không? Anh nhớ không? Tại vì mình muốn có màu xanh, màu vàng tươi. Nếu mà mình làm đó, mình chỉ làm được một lần thôi. Tức là bây giờ hoặc là màu vàng sậm hay là màu vàng tươi. Không tại vì Tuấn không biết là mình làm cách nào để mà mình vừa có màu vàng tươi mà. Tại vì khi mình đổi cái màu vàng á là nó thay đổi hết. Thành ra Tuấn mới phải xài thật sự hai layer là như vậy. Cái layer trước á là mình muốn cho nó có màu vàng tươi, hay là mình muốn cái gì đó, mình tại nãy là mình muốn có màu chẳng hạn như màu xanh này, cái layer thứ nhì á mình sẽ đổi cái hue đi để mình có những cái màu khác, và sau đó mình xài cái mask á để mình chọn cái sách giống như là cái sectional đó, cái nào mình muốn vàng tươi, cái nào mình muốn đậm là do ý mình thôi, tại vì mình không muốn cái hình của mình nó có một cái màu đồng bộ, mà mình muốn cho nó có multiple color. Không biết là Tuấn có trả lời anh được không? Tôi nghĩ anh nói là lúc đầu mình ở ACR đó, mình không thể là mình đổi tất cả những cái màu mình muốn. Thành tự ra mình chỉ đổi một lần, xong rồi qua Photoshop, xong rồi trở lại ACR để mình đổi cái màu mình muốn, đúng không? Add thêm một layer nữa. Dạ, yeah, để anh clarify. Như anh Tuấn, anh nói là mình start out mình chỉ có một cái màu vàng thôi, đúng không? Màu vàng nó giống gần như là y như nhau. Ok, thành ra anh Tuấn anh muốn hai cái màu vàng, cái ability đổi một phần là vàng tươi, còn một phần là màu đỏ đậm. Ok, thì không có thể nào mà mình, nếu mà mình đổi thành màu đỏ đậm thì mọi thứ đều màu đỏ đậm hết. Đổi qua vàng tươi, mọi thứ đều vàng tươi hết, tại nó cùng một màu, đúng không? Thành ra cái trick á, cái này là very good trick. Cái đầu tiên á, là mình làm, mình chọn một màu trước. Trong cái thí dụ của anh Tuấn, anh chọn màu vàng tươi, cái thành ra đổi everything qua màu vàng tươi. Ok, launch qua Photoshop, create một cái layer mới, copy. Ok, xong rồi đó, anh lại dùng Adobe Camera Raw. Rồi bây giờ cái màu vàng tươi hồi nãy đó, bây giờ mình đổi nó qua màu đỏ. Anh thấy không? Đúng rồi. Lúc mà mình comeback á, rồi mình có thể paint, mình mix giữa cái màu vàng tươi với màu đỏ chung với nhau, thành ra mình có hai màu luôn. That's a trick. Ok. Yeah, good trick. Yeah. Tính thật ra đó, anh Hùng, là thật ra đó cái background này là mình có thể mình create một layer nữa, mình đổi màu nữa. Yeah, chứ không phải là chỉ có hai layer thôi. Yeah. Thành ra thí dụ như cái background này đi, bây giờ Tuấn Tuấn control J nữa, rồi Tuấn lại trở về đây nữa. Bây giờ đó Tuấn cái hue này bây giờ Tuấn lại cho nó nghĩa là vàng tươi hơn nữa. Màu xanh. Yeah. Đó, hay là nó thành một cái màu nào đỏ đỏ rực đi. Đó thì là mình tùy mình thôi, đó là mình muốn 4-5 layer mình đổi lung tung hết đó theo cái ý mình muốn đó. Đó là cái lý do mà Tuấn thay cái layer là để Tuấn mix tất cả mọi màu lại với nhau đó anh. Đó thì giờ Tuấn lại có một cái layer có cái màu như vậy nha.
đó thì là trong cái hình này bây giờ đó là nó tới ba bốn màu lực, nhưng mà trong cái bài này Tuấn không muốn mọi người kia là bị confused, thành ra Tuấn chỉ nhất là đây là lớp đầu tiên đó, thành ra Tuấn không có muốn là nói nhiều màu quá. Bây giờ mình chỉ làm hai màu cho mọi người hiểu thôi, rồi sau đó mọi người sẽ find out, sẽ làm thêm kia. Ok, bây giờ alternate đó thì mình Tuấn add cái một cái layer mask rồi trong cái hình này. Rồi bây giờ mình thêm nha, thì mình type B là brush á. Thì đây là cái cursor của Tuấn nha. Bây giờ Tuấn thêm cái bên đây màu đỏ nha. Chỗ này màu đỏ nha. Cái này đó thì bây giờ là anh Tuấn ơi, anh Tuấn cho Thomas hỏi quick là tại sao lúc mà anh làm cái mask của anh nó ra màu đen mà Thomas cứ ra màu trắng. Tại vì anh không có alternate. Anh phải bấm cái alternate xong rồi anh bấm cái hình chữ nhật trắng mà có cái vòng tròn đen đó. Thì bây giờ anh trở lại đi, anh xài cái history, anh go back lại, xong rồi anh create cái tức là anh phải press alternate and then cái này cùng một lúc thì nó ra màu đen. Hoặc là như hồi nãy anh Hiệp nói là mình hit control invert. Anh press alternate rồi anh hold nó down. Hiền nói có nghe được nữa không nhỉ? Được anh. I'm having problem with microphone. Thì đó, cái trick là trước khi mà mình create cái new mask bằng cách bấm cái cờ nhật mà đen trắng á, là mình hold down cái alternate key trước, hold it down. Okay, xong rồi mình bấm cái đó thì nó thành màu đen. Nếu mà mình không có bấm xuống thì bấm một cái nó thành màu trắng. Mà nếu mà màu trắng mà mình không có muốn, mình có thể là bấm control I thì mình sẽ biến nó thành màu đen. That's another way to do it. Yeah, mình inverse nó đi. Anh get nó không anh Thomas? Confused. Okay. Thật ra đó, mấy cái lesson này mình sẽ dạy lại nhiều lần lắm. Cái này là mình hơi skip ahead a little bit, nhưng mà cũng sao, học lui học lại, càng ngày mình càng biết. Tại vì kỳ này đó mình nói về cái color đó, thành ra Tuấn muốn với lại mình cũng bắt đầu mình nói về cái layer đó, thành ra Tuấn mới nói về cái layer, xong rồi cái layer mask, rồi mình paint đó. Thì thay vì mình thấy cái hình của mình nó chỉ có một màu như vậy, nó hơi gì đó, thì mình có quyền bây giờ sau cái này rồi, nếu mà anh Hùng muốn thêm một màu nữa mà đổi đi thì anh cũng có thể click lại cái background này nè, xong rồi anh lại control J, anh có một cái nữa rồi anh lại mở camera draw ra, anh đổi cái hue đi, anh rồi anh lại paint lên, anh lại có màu khác nữa. Vâng, đó là gì? Dạ. Là anh Thiền hay là anh Hiệp có record lại thì anh có thể review lại những cái mà mình không có bắt kịp á. Dạ, có record. Ngày mai mà vào trong YouTube thì you should have it. Thật ra nó take a long time to process. Hết cái lớp này hình sẽ upload mà nó take about 3-4 hours to process. Nó hơi chậm. Thì bây giờ nếu mà mình muốn làm thêm nữa thì mình cứ control J thôi. Có ai hỏi cái câu gì màu vàng đó, có thấy không? Trong chat đó. Anh Tuấn có thể làm thêm một cái mask một lần nữa đi anh Tuấn.
tôi mới làm đó. Thì bây giờ anh nhận nha. Anh Tuấn đang làm đó. Dạ, yeah, nhưng mà bây giờ để làm lại cho anh Kiến coi. Oh no, mình không muốn thế này. Cancel đi. Oops. Cancel all changing list. You say yes. Yeah, để cancel cái này đi. Phải sợ nó mất luôn cái đầu tiên. Nhưng mà ok. Thì bây giờ là ở đâu rồi? Ok. Ở đây gì bây giờ Tuấn Yeah, tức là bây giờ mình về cái background đi. Mình về cái background này xong mình cần mình thêm một cái layer nữa, mình control J. Dạ vâng. Xong rồi mình lên trên cái này là filter. Camera draw filter. Là mình trở lại cái background đó. Bây giờ anh thích màu nào đó thì anh đổi đi, thí dụ như giờ màu yellow mình muốn nó hơi green lên chút. Cái này saturate nó lên một chút nha. Dạ vâng. Đó. Rồi màu này mình tùy mình muốn vàng như vậy cũng được. Tại đây nó chỉ có 3 màu thôi, thành ra mình muốn làm cho sao màu xanh lên. Yeah, đó thì giờ mình cho cái màu xanh nó màu xanh lá cây nó lên tươi hơn như vậy đi. Đó. Xong rồi cái saturation này mình muốn thay đổi thì đổi, nhưng mà bây giờ Tuấn cũng cứ giữ nó như vậy đi. Đó, rồi mình ok. Đấy. Yeah. Rồi bây giờ anh để ý là Thomas alternate layer mask, right? Đó, yes. Là thấy màu đen này không? Yeah. Bây giờ mình lại paint lên thôi. Đó, mình paint lên cái chỗ nào mà mình thích đó, mình paint lên. Không mà anh Thomas, anh có create được cái black mask chưa? Được rồi anh. Đó, chắc rằng anh nên lưu cái layer đó lên on top đi. Cái yeah. Thằng kia nó chia. Yeah. Sẵn tới đây hồi nãy có cái chị nào hỏi là khi anh paint như vậy á, thì tại sao mà nó ra được màu đỏ hay màu vàng, anh chọn cái màu nào mà để nó ra sẵn hơn vậy đó. Anh chắc là mình đổi cái hue đó chị Nina. Dạ. Yeah. Có cái chị nào question cái câu đỏ đó anh? Vậy hả? Không. Tôi không có thấy được cái chat đó. Thì lúc nãy Tuấn làm cái đó là tại vì Tuấn đổi cái hue của cái color mixer. Không phải anh Tuấn ơi. Dạ. Người đó hỏi là anh dùng cái brush màu gì để mà ra màu đỏ hoặc màu vàng. Họ không hiểu cái mask thành ra. Dạ. Không, cái brush là cái chỗ này là chị đó là cái brush tool. Mình click vào cái brush hay là mình đánh cái chữ B á thì là nó ra cái brush thôi, xong rồi mình tăng hay là mình làm cho nó lớn hay nhỏ bằng cái bracket rồi mình paint lên thôi thì là tức là đó, okay. Anh cho anh hỏi là làm sao trước khi brush mình biết chọn màu vàng hay màu đỏ? Cái đó là tùy theo cái test của mình. Tuấn, thí dụ như mình thích cái cây này đi, mình thích nó màu vàng tươi thì mình để nó màu vàng tươi chứ không có làm sao hết, tại vì cái đó là cho cái ý của mình thôi. Mình muốn cái cây này bây giờ nếu mà anh muốn cái cây này nó màu đỏ thì anh paint vào nó thì nó màu đỏ thôi. Đó, cái đó là do, không có là do cái creative của mình thích cái gì đó thì mình sơn cái màu đó thôi. Yeah. Nhưng mà khi anh sơn cái màu đỏ đó, ví dụ như bây giờ em muốn sơn cái lá đó màu purple. Okay. Anh phải đổi trên cái hue phải không? Ok, hold on. Bây giờ á anh Tuấn á anh đổi cái màu trước rồi. Dạ, đó. Thì ảnh chỉ sơn lên cái mask của ảnh thì cái mask của ảnh màu đen, ảnh chỉ muốn thấy cái màu nào ảnh sơn màu trắng ở chỗ đó thì nó hiện cái màu trung thực của nó ra. Chứ không phải là ông chọn cái brush, cái màu của cái cho cái brush để mà sơn màu trắng, màu xanh hay màu vàng. Ok, yeah. Cái brush của ảnh là chỉ có hai cái màu trắng hoặc đen. Màu đen thì không thấy gì hết. Em màu biết. Trắng sẽ thấy. Em biết, nhưng mà tại sao nó lên đây cái màu đang màu vàng vậy? Cái giờ mình sơn cái nó lên màu đỏ. Tại vì cái hình của mình nó có màu đỏ sẵn rồi. Bây giờ anh shift key rồi anh click vô cái mask của anh đi để nó che cái brush đi để cho thấy cái hình đó đi. Dạ.
Nhưng mà tại sao nó đây vừa màu vàng vừa màu đỏ, về mà khi anh brush lên vậy thì nó chỉ ra màu đỏ không, mà tại sao không, nó không ra màu vàng? Chị Nina, mình thêm vào cái chỗ nào mà mình muốn nó màu vàng đậm hay màu đỏ, còn cái chỗ nào mà mình để đen á thì nó vẫn là màu vàng tươi. Dạ, coi như là nó đã đỏ rồi thì mình paint thêm nữa thì nó đỏ thêm à? Không gì. Cái này thôi, cái concept này khó quá, chắc là nói không được. Dạ, mình nói mình phải để lại từ đầu Photoshop. Dạ, đi. Một vài bây cái session đó. Nữa mình sẽ dạy cái đó. Dạ. Cái theo em thấy cái này, cái level này nó advanced quá, phải đi trở ngược lại giống như năm ngoái anh Hiền dạy. Mình phải chỉ có cái màu không thôi, màu trắng, màu xanh, màu đen, rồi bắt đầu paint như thế nào thì cái màu nào nó mới đi lên rồi mới apply lên cái chuyện này được. Cái hôm nay em thấy cái này nó advanced quá. Đúng rồi. Em có ý kiến chút xíu anh mấy anh. Chị đó, chị thắc mắc chắc là theo ý em là vậy nè, là chị phải hiểu là mình đang có hai tấm hình chồng nhau, tấm trên nó vàng không còn tấm dưới nó đỏ không. Mình đục lỗ cái tấm trên á. Rồi lòi ra cái màu đỏ của tấm dưới. Dạ rồi em hiểu rồi. Thank you, yeah. Kim. Đúng rồi. Ví dụ hay quá. Lỗ cái tấm trên thì mình sẽ thấy màu đỏ của tấm dưới. Yeah, nếu đục nhiều thì đỏ nhiều. Dạ. Hai cái layer đó rồi. Rồi cảm ơn anh. Hiểu thì vẫn hiểu nhưng mà hơi bơi đó. Anh Tuấn với anh Hiền thì bơi. Anh Tuấn ơi, cái đó đó mình xài cái mình sẽ coi lại cái bài này. Thành ra lúc nãy Tuấn cũng nói là khi mà là Tuấn sẽ làm rất chậm để quý vị follow, tại vì Tuấn sẽ làm ví dụ như control J, tức là mình create cái mask xong rồi mình alternate cái layer để mình có cái layer mask, thì đó là mấy cái đó là Tuấn cũng biết là nó hơi complicated. Nhưng mà tại vì cái bài color này á, nếu mà không có nói cái này đó thì nó xong rồi, là mình chỉ nếu mà mình trở lại đó thì mình thấy là nó chỉ có cái ba cái phần để nói tóm tắt lại là trong cái phần color mixer đó nó có tất cả là ba cái phần chính là hue rồi saturation và cái luminance. Thành ra thường thường cái hue mình cũng không có đụng tới, nếu mà mình không muốn cái hình như thế này thì mình thường thường nó, tại vì khi mình chụp đó là cái màu sắc của mình nó cũng đã đúng rồi, thì thành ra mình không mà nếu mình chọn cái white balance đúng rồi đó thì cái color nó như vậy, thì mình chỉ thay đổi cái saturation và cái luminance thôi thì là mình có một tấm hình ok rồi đó. Còn nếu mà mình muốn gọi là mình explore về cái hue mà mình muốn cho cái hình mình nó thêm colorful thì mình phải xài layer. Và layer mask. Okay. Em hỏi nhanh chút anh. Yeah. Em hỏi nhanh chút. Sau khi mình add cái layer mask mình ra được cái màu đen rồi đó, rồi mình làm sao con cái con chuột của mình trở thành cái tool để mình tô anh? Anh type B. Anh type B hay là anh click vào cái brush? Type chữ B phở đó, chữ B. B as a boy. Chữ B bò. Là brush. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, từ mình sẽ dạy lại, thành ra nó sẽ become clear, nhưng mà bây giờ khi mà qua phần Photoshop mình sẽ nói từ đầu tới đuôi những cái tool mà của Photoshop thì mình sẽ hiểu rõ cái này hơn. Nhưng mà hiện tại bây giờ tất cả mọi người là nên chú trọng về cái mà camera raw của anh Tuấn. Anh dạy ngày hôm nay là có ba để mà thay đổi màu và ánh sáng với lại cái saturation của cái màu đó thôi, ba phần đó thôi là được rồi, không cần đổi qua cái màu khác. Yeah, tức là bây giờ thí dụ như mình đang có cái hình như vậy đi thì mình có cái camera raw thì cái phần mà thường thường nếu mà mình không có muốn mình không cần phải thay đổi cái hue này mà mình chỉ thay đổi cái saturation và cái luminance đó, mình tăng giảm gì đó là do ý mình. Tuấn muốn nhắc là trên cái histogram mình muốn là mình không thấy cái phần nào nó tối quá và mình cũng không thấy cái phần nào nó bị mất detail đó, thì mình thay đổi làm sao để mình giữ được ba cái RGB này nó tương đối là nó nằm ở trong mà nó cao lên. Nhiều khi
mình thay cái orange này nè, mình tăng lên thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà khi mình nhìn lại cái histogram coi, mình thấy nó bị drop xuống rồi, thấy không? Đó, thành ra đó là cái mà cái phần mà quan trọng hôm nay mà tôi muốn nói. Còn cái hue á, cái hue này á là chỉ để mình muốn cái màu của cái lá cây thôi. Thí dụ mình đưa nó về bên đây thì nó màu vàng tươi, mình đưa sang đây thì nó sang cái màu cam với lại màu đỏ. Cái tấm che bát trên Tướng, khi mà Tướng chụp Tướng mở cái raw picture đó thì nó đi vô thẳng vô cái Photoshop, mà khi Tướng click trên cái tấm JPEG á thì nó đi vô nó không có đi qua bên cái raw. Tướng nói ngược rồi. Cái raw thì nó mới mở ra, còn cái kia nó đi thẳng. Okay. Cái raw picture thì nó đi vô trong cái camera raw, còn khi mà Tướng bấm cái JPEG á thì nó đi vô cái Photoshop. Cái hỏi của Tướng là làm sao để mình khi mình bấm cái JPEG á nó vẫn đi vô luôn cái camera raw, để mà mình không phải mất công. Cái đó mấy tuần trước có nói rồi, nói lại. Có nói trước rồi. Còn nếu như Tuấn mà muốn á, thì như Tuấn vào cái filter này nè, vào cái phần filter. Nếu mà nó vào trong cái Photoshop cũng được. Xong rồi Tuấn vào cái filter, xong rồi Tuấn vào cái camera raw filter thì dạ, nó cái, sẽ. Cái đó Tuấn biết, cái đó Tuấn biết rồi, mà Tuấn chỉ muốn hỏi là có cái cách nào mà mình set cái default để mà mình click cái raw hoặc là cái JPEG để đi thẳng vô. Có. Tuấn xài PC hay là Apple? Dạ PC ạ. PC thì mình vào cái file này nè. Xong rồi mình vào cái preference. Dạ. Anh Hiền có Tuấn coi lại hình như là cái section 1 á. Bây giờ đó trong cái camera raw này anh thấy bên upper right corner nó có cái giống cái wheel không? Có răng cưa đó, anh bấm cái đó là nó turn on cái option. Anh lên đi. Bên near cái chữ share đó. Dạ, yeah, right. Right. Xong rồi. Dạ, yeah, xong rồi. Vào trong general performance. Ủa, tại sao anh có ít dữ vậy? Tại vì Apple anh. Ồ, Apple nó khác. Ok, nó khác vậy chắc phải vào trong Photoshop sửa rồi. Không, không camera sửa được chứ. Rồi cái này nó không có cái đó. Cái Apple này nó hơi có thể là nó hơi khác cái kia anh Hiền. Cái này á. Cái này thì Tuấn vào cái Photoshop này, nhưng mà tại bây giờ Tuấn đang ở đây không? Hình như là phải vào đây nè. Vào anh khác. Vào ACA đi. Yeah, đó thì cái camera ở dưới này nè. Đó. Đó. Xong rồi vào trong file handling ra. Yeah. Đó, thì mình cho cái automatically open cái JPEG. All supported JPEG. Trong cái PC á, thì nó không có cái chữ HEIC này. Ngoài ra nó cũng giống y như vậy. Thành ra đổi cái này automatically open all supported JPEG. Thì một khi mình làm vậy xong rồi đó, mở vừa JPEG vừa RAW nó đều mở ACR ra hết. Anh Hiền, trong PC có chứ? Có SEIC có chứ? Không, PC không có. Có, tôi đang coi, tôi đang mở ngay trước mặt tôi nè. JPEG, rồi automatically open all supported JPEG and HEICF. Trừ phi nó mới đổi cách đây mấy ngày nó không có. À không, tại vì tôi xài cái version cũ chứ không phải là 14.2. Để Hiền coi lại thư của Hiền coi có hay không. Ok, Tuấn biết rồi phải không? Dạ, dạ, Tướng, đó là câu hỏi của Tướng và Tướng mấy anh đã trả lời rồi. Cảm ơn anh. Rất là good lesson anh Tướng. Tướng vô trễ 1:45 phút cho nên thì bị mất khúc đầu, nhưng tôi sẽ nghe lại. Cái lecture bên này rất là hay, cảm ơn anh. Cái này rất là hay anh Tuấn. Yeah. Tôi có một tấm hình tôi bị mà tôi sửa hoài không được. Cái tấm hình có ở phía trên á, thì là nó bị cái quay ba lăng á, ánh sáng lúc ở trên á là nó là ánh sáng của fluorescent. Yeah. Và ánh sáng ở dưới á, thì là ánh sáng daylight. Yeah.
thành ra hai cái màu tôi không nhìn sao tôi adjust được. Thành ra cái bài học này là tôi nghĩ là tôi sẽ làm theo cách này, tôi có sửa được cái hình đó được. Vâng, tức là bây giờ anh dùng layer. Dạ. Anh dùng một cái layer đó để anh sửa cái phần highlight, cái phần phía trên. Còn một cái layer nữa thì anh sửa cái phần phía dưới. Xong rồi sau đó anh paint cái, anh xài cái layer mask đó, anh paint cái phần phía trên đi thì nó sẽ rồi anh sau đó anh merge hai cái layer lại. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cái tấm hình đầu tiên nên tướng có phải chụp hồi Tết của trong trung tâm y tế Michael Dow không? Không phải Tuấn. Cái đó là nó ở Seafood Paradise. Thấy nó giống. Yeah. Cái phần white balance nó cũng quan trọng. Cái nhiều khi tướng không bó tay, không biết chỉnh làm sao để ra nó đúng cái màu. Đôi khi mình để nó as short thì nó lại có lẽ cái đó tướng chọn nhiều nhất. Mà đôi khi cũng muốn chỉnh nó mà nó cũng khó ra cái màu mình thích. Mình muốn nó hơi khó cho nên hy vọng trong tương lai có mấy thầy nào có thể giúp để mà mình đi thêm về cái phần white balance chút xíu nữa để làm sao mà chọn nó một cách đúng nhất. Tại vì thường đó mình như Tuấn có cái file D Mark IV đó mà mình để thường Tuấn set là auto white balance hay là mình set D là em chụp lúc em chụp em always để auto white balance nó đơn giản. Như vậy thì nếu mà mình chụp mà có đủ ánh sáng đó thì Tuấn nghĩ là cái white balance nó cũng tương đối là ok. Tuy nhiên cái hình này chụp bằng phone thôi đó, nhưng mà lúc mà Tuấn check lại cái white balance nó Tuấn thấy nó cũng đâu có đây nè. Bây giờ Tuấn click vào cái phần mà neutral gray này một chút nè, mà Tuấn thấy nó cũng đâu có khác gì với airsoft đâu. Thành ra Tuấn thấy là đó thì mình thôi, nhưng mà cái white balance á, thường mà bầu trời sáng đầy đủ thì nó auto white balance là rất là chính xác. Chỉ có trường hợp là như nãy anh nói như anh Thắng hồi nãy anh chụp một cái hình á ở ngoài trời, ở trong cái sạp thì cái trong phía bên trong là bật đèn thì ở đó nó mới screw up cái white balance. Hoặc là anh chụp ở trong phòng trà chẳng hạn, nó có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, chỗ tối, chỗ sáng, đèn neon thì cái đó nó mới screw up cái white balance. Thì lúc đó thì anh phải chỉnh bằng key temperature thì anh mới có thể chụp theo cái màu mà anh muốn được. Còn mình có thể sửa bằng Photoshop cũng được nữa chứ không phải không. Nhưng mà cái đó là too advanced for cái lớp học hôm nay. Yeah, cái key đó cho Tuấn Phạm là nếu mà mình mà really interested vào cái correct white balance á, thì phải invest vào một cái gray card giống như anh Tuấn anh show lúc trước đó. Thì khi mà mình chụp đó ở một cái environment nào đó, mình sẽ đặt cái card đó ra, mình chụp một tấm như vậy. Ok, sau đó mình chỉ cần ở cạnh bên cái white balance thấy cái dropper không? Lấy cái dropper đó bấm vô cái 18% gray card là you know you're gonna have perfect white balance. Không, mà còn tướng phạm thì có dư tiền thì nên tôi recommend là mua cái color checker. Yeah, cái color checker còn ngon hơn nữa. Yeah. Nhưng mà minimum á, là mình cần cái gray card. Mà nếu mà không có gray card ra xài màu trắng cũng được. Yeah, đúng đó, hoặc là xài màu trắng hoặc là mình cái gray card này thì rẻ tiền thôi. Chứ còn với anh Hiệp với lại anh Tuấn Phạm á, thì phải mua cái color checker cái là cũng phải là phải móp cái bóp một chút xíu. Cũng sao, cũng đến nỗi. Kim có câu hỏi lại chút xíu nữa anh Tuấn ơi. Sau khi mình làm xong hết rồi là mình mà hồi nãy anh nói là mình merge flatten cái file trước khi mình save hay là mình save là tự động nó flatten cái nó combine mấy cái layer cho mình. Anh nếu mà anh ở raw đó thì anh nên merge visible. Mới xong anh rồi anh bắt đầu mình mới xe file ha. Yeah. Yeah, anh Kim biết cái the only difference nếu mà anh có một cái tấm JPEG chẳng hạn, right?
Mà nếu mà anh mà có layer đó, mà anh bấm save á, nó sẽ hỏi là anh save cái dạng nào, thì nó mất công lắm. Lúc mà anh mà flatten như anh Tuấn làm á, thì vô bấm save là nó save vô cái dạng cũ thôi. Ok, thì yeah, nó không okay, có hỏi yeah. mình nữa. Ngoài ra là no problem. Một khi mà nó hỏi mình rồi đó, mình phải nói save as, rồi mình phải chọn JPEG hoặc là whatever cái file format, thì nó hơi mất công hơn một chút. Mình mà flatten nó đó, thì mình chỉ bấm save rồi nó save vào cái dạng cũ thôi. That's the only yeah. difference. Cách nào cũng good hết, không có bị không. Mà sau khi em okay. update cái Photoshop xong á, nó mới cho em save as, em không có cái option save as qua cái JPEG nữa, cho nên em không có sự lựa chọn hết, là em phải cái đó anh cũng show rồi mà, nhưng mà tại chắc you miss mấy cái yeah. coi lại cái lớp đầu tiên đi, I show you exactly how to do. Yeah. Ok, em còn một câu hỏi nữa là khi mà mở 1, 2, 3 cái layers á, em có một cái vấn đề là khi mà em dùng một cái để em vô lại cái ok một cái brush nào đó để mà em lấy một cái nút ruồi ra, ví dụ như vậy, thì nó không có completely gone liền, mà nó giống như bớt đi khoảng 10-20% thôi, nó rất là mất công, thành ra làm cho em tại vì vô không có set cái opacity cao lên quá, vô muốn nó mất một cái liền thì bật cái opacity qua 100 cái làm cho em có một dạ yeah, chắc em để coi lại phần đó, mà làm cho em thành một cái thói quen có lẽ không có tốt lắm, là khi mà em làm xong cái layer đó cái em merge liền, cái rồi em đi qua cái next step để làm một cái layer khác, rồi xong layer đó các em lại merge ra lại. Chị nên merge yeah. lúc cuối cùng thôi thôi. Ok, đừng có merge liền, cái đó không có cần thiết. Thì sau đó mình muốn đổi ý cũng được, nhưng mà thật ra đó có cái history đó, dù muốn đổi ý cũng được. Merge hay không merge gì, vô bấm mấy cái step trước rồi nó cũng trở lại. That's why đó, cái history rất là quan trọng. Ok, thành ra đó, dù có thói quen đó cũng chẳng có chết gì hết. Tại vì mình chỉ cần lên, ngược lên rồi mình bấm cái chỗ nào mà mình chưa làm thì nó sẽ trở lại thôi. As long as you haven't saved cái file yet. Okay, you save rồi thì cái history nó gone. Anh Tuấn Vinh Hiệp, khi mà cái histogram á, mà nó depress, nó từ trên cao mà nó nhảy xuống thấp á, cái đó có nghĩa là sao? Ok, khi mà một cái gì đó mà nó xuống thấp á, từ trên cao mà cái peak nó chạy xuống thấp á. Cái histogram nó là cái gì? Nó là một cái distribution của những cái pixel RGB. Thành ra nếu mà như là Tuấn hỏi đó giờ đó, cái histogram như thế này á là nó có ba màu chứ gì, màu blue, màu green với màu red. Thành ra nếu mà bây giờ vì một lý do là như giờ tính làm mà bây giờ mình tính go exaggerate cái màu yellow này đi, như vậy thì nó cũng không có gì hết, thành ra để cái saturation này đi đó, tính thấy không, nó xuống như vậy có nghĩa là bây giờ đó cái pixel nó không có còn nhiều nữa. Thí dụ như giờ vào đây nè, nó còn có cái green này nó còn có 80 thôi, rồi cái blue này nó còn có 38 thôi, tức là cái tuy rằng mình không thấy được là tại vì là ở dưới cái display này mình không thấy được, nhưng mà nếu mà mình in lớn ra mình sẽ thấy là nó cái pixel này nó quá thấp đó, thành ra mình cũng không có nên đó. Nhưng mà nhiều người ta không care đâu, tôi thấy mấy cái hình mà chụp sunset ở ngoài biển đó, nhiều cái hình rất là rực rỡ, nhưng mà tôi thấy là nhiều khi cái đó mà rửa ra mình thấy là cái tại vì cái pixel nó mất nhiều quá rồi đó. Còn ví dụ như mình để như vậy thì mình thấy là cái chỗ này thôi, mà bây giờ mình có tới 177, 101,72. Mà nếu mà mình kéo lên nó còn có 30 mấy hay 40 mấy như lúc trước, thì là tức là mình cái detail với lại cái resolution cái nó bị mất nhiều quá rồi. Thành ra Tuấn khuyên là khi mà mình làm cái color picture này, mình đổi mấy cái saturation hay luminance, mình nên để ý cái phần trên này nè, cái histogram này, để cho mình không có bị nó cháy hay là bị nó tối quá. Sau bài học này em sẽ bắt đầu mở cái histogram ra, từ bấy lâu nay làm hình không có
nó biến nó mất tiêu, có không có khe, có không thích, không để ý tới nó. Đó như là tính là đòi nó qua bên đây đi, mình cho nó màu cam lên thì cái hình mình thấy nó đẹp ra, nhưng mà thật ra bắt đầu nó xuống rồi, nó không có còn gì nữa. Bởi vậy Tuấn mới thích làm ở cái camera draw này là để mình nhìn thấy được histogram. Khi mà mình vào Photoshop mình cũng làm được cái color picture, nhưng mà mình phải turn on cái histogram. Nhưng mà cái ACR này nó cho mình thấy được cái histogram khi mà mình thay đổi cái những cái màu hay là thay đổi cái luminance này nọ đó, mình nhìn thấy được. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Dạ, thấy Tuấn không có, Tuấn share cái screen nó thành ra Tuấn không thấy được cái chat mọi người có hỏi gì đó. Thành ra nếu mà anh Hiệp có thấy ai hỏi gì đó thì cho Tuấn biết. Dạ, hết rồi, chat đã trả lời hết rồi. Dạ. Yeah. Thì tóm tắt lại bài hôm nay á, tôi muốn nói á, là về color đó, mình có ba cái yếu tố mà mình cần phải để ý, đó là hue, saturation and trước tiên cái color trước, chị Nina, cái color đó, yeah. Thì mình phải để ý cái white balance, color mixer and cái calibration. Yeah. Rồi bây giờ tới cái color mixer thì mình có ba thứ là cái hue, saturation and luminance. Thì mình có thể mình gia giảm cái đó để cho cái hình mình nó rực rỡ ra, hay là nó tối tối xuống, tùy theo cái mood của mình muốn cái hình của mình như thế nào. Yeah. Yeah. Còn cái calibration thường thường là cái cuối cùng, là cái fine tune trong trường hợp mà mình mua cái đó, mình coi nhiều khi mình hơi oversaturate một chút thì mình bỏ nó sang bên trái để mình làm giảm nó đi. Còn nếu mình undersaturate thì mình tăng nó lên. Thì cái đó thường thường Tuấn dùng là cái cuối cùng để mình tinh chỉnh nó cuối cùng. Anh, ở trong cái basics á, nó còn có saturation với là variation à? Là mấy cái đó lên nó chỉ để mình quick sửa ở trong cái camera raw đó anh. Là nó có trong cái phần basics á, là nó có cái saturation and then variation. Ở trong camera raw hả chị? Dạ, dạ. Thì cái đó compare với là cái saturation ở đây là nó khác nhau chị? Hay là sao? Cái nào dạ. Chị? Cái basic? Ở dưới, dạ, trong basic. Rồi, cuối cùng hai cái function cuối cùng là variant với là saturation. Cái này nè, ok, that's a good question. Cái vibrance này á là để nó thay cái mid tone, nó làm nhẹ thôi. Những cái phần nào mà yếu á, khi mà mình chỉnh cái vibrance này nè, nó sẽ làm tăng cái màu lên. Yeah. Đó, khi mình xài cái vibrance này, cái saturation này nó mạnh hơn, nó làm cho toàn thể cái bức hình. Nhưng mà hai cái này á, nó không có màu ở trong này. Thành ra cái này là giống như là một cái thay đổi tổng quát thôi. Nếu mà mình muốn thay đổi từng màu á thì mình nên vào cái này, tại vì cái này á nó cho mình thay đổi cái màu nào. Còn như là chị, nếu mà chị dùng cái basic này này mà chị tăng cái saturation này, tất cả ba màu nó đều lên hết. Mình không muốn như vậy, mình chỉ muốn màu vàng nó lên thôi, mình muốn màu đỏ nó xuống hay là gì đó, mình không có cái flexibility để mình làm cái đó. Thành ra cái color mixer nó more detail cho mình thay đổi hơn là cái này. Cái này giống như là cái tổng quát thôi, mình làm tổng quát thôi, nhưng mà mình nên go đến cái color mixer này để mình thay đổi từng màu một. Cái vibrance có phải là local contrast, saturation có phải là global contrast không? Đúng rồi. Saturation không phải là global contrast, nhưng mà saturation là nó global. Cái contrast thì nó lại là một cái story khác, nhưng mà Tuấn không có nó ngoài cái bài hôm nay, tại vì cái contrast nó ảnh hưởng đến highlight, nó ảnh hưởng đến cái curve, cái white với cái black này, thành ra nó khác. Còn cái saturation này nó more about cái màu sắc anh Hùng. Vâng.
Saturation như anh Tuấn nói rất là good, là nó là global, rất là saturation, mình sẽ đổi màu for all màu. Yeah. Còn cái kia đó là mình targeted. Yeah. Nó lợi hại hơn rất là nhiều. Cái này là mình đổi là màu nào nó cũng đổi hết trơn. Đổi giống như nhau đó. Thành ra cái đó là nếu mà mình muốn nguyên một cái tấm hình sặc sỡ màu thì mình đẩy cái đó lên. Còn ngoài ra mình đừng có nên đụng thôi. Từ bấy lâu nay cái chỗ okay. này là từ bấy lâu nay cái chỗ này là em chỉ bấm cái auto là xong, là em có làm gì nữa. Dạ cũng được. Thật ra most of the time nó sẽ work, nhưng mà thật ra cái đó cũng giống như là mình bật cái máy của mình qua automatic đấy kìa đó. Chụp lúc được lúc không phải không? Mình đó tại sao mình phải học thêm để mà mình có thể have better control. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi mà Hiền quên đó, Hiền muốn hỏi, Hiền với anh Tuấn có nói trước rồi. Thấy thứ sáu đó, mình nghĩ là thứ sáu là đôi lúc có nhiều người có party tùm lum hết đó. Thành ra Hiền muốn hỏi mọi người, Hiền không muốn mọi người nào bị miss. Nhưng mà hỏi thử thôi, nếu mà mình đổi qua ngày khác đó, thì có được hay không? Mà ngày nào là ngày tốt. Dạ được, thứ hai với thứ tư thôi anh, đừng có thứ ba, thứ năm nha. Em cũng nói thứ ba, thứ năm nữa. Đúng rồi, tại vì anh Hiền, cảm ơn anh nhắc là tại hôm trước có nói chuyện với anh Hiền đó thì thấy là thứ sáu nhiều người có thể có party, nhiều người có date, rồi có... Đúng rồi, em bị bạn complain là no more happy hour on Friday. Rồi bây giờ đó là câu hỏi đầu tiên đó, có ai mà không có học được vào thứ hai hoặc là thứ tư không? Thứ hai học được mình... thứ hai là hay nhất, thứ tư là hay nhất. Rồi, thứ tư cũng được, thứ tư cũng được. Có ai không có học thứ tư được không? Trong cái group của mình đang có nè. Đừng giơ tay lên. Thứ tư, nếu mà mình đổi qua thứ tư có ai object không? Kim là buổi tối thì ngày nào cũng được hết. Em hoan nghênh, thank you anh. Thứ tư có đi đánh golf gì không? Dạ tôi đánh golf buổi sáng. Buổi tối hả? Không, mà nhiều khi nhức mỏi đó, rồi thứ tư có vô lớp được không? Dạ, nếu mà anh dạy thì tôi sẽ vô lớp. Anh Hiền dạy sao? Đi bỏ. Riêng em thì cái sự bận rộn với lại cái khó khăn của em thì ngày nào cũng giống nhau. Thành ra em sẽ đi với lại cái lớp thôi. Lớp chọn ngày nào thì em sẽ đi ngày đó. Rồi em khi mà em có chance vô được em học thì em sẽ học. Theo như Tuấn thấy thì tại vì nhiều khi chủ nhật đó nhiều người đi đi xa hay là đi travel hay là đi out state về đó còn mệt mỏi, mà mình nếu mà mình làm thứ hai đó thì cũng hơi không có thì giờ để mà nghỉ ngơi. Thứ tư giữa tuần thì thường thường là good nhất đó, thì nếu mà không có ai có problem với thứ tư không? 7 giờ hả? 7 giờ phải không anh? Hay là 8 giờ? Yeah, mình nên sắp đắp từ 7 giờ, 8 giờ, 7 giờ rưỡi, 7 rưỡi là maximum. Dạ. 7 giờ cho tới 8 giờ rưỡi là maximum. Đừng. Dạ, nhiều khi nhiều người, như thí dụ như lâu lâu anh Tuấn Phạm vô anh hỏi thì kéo dài tới 9 giờ được. Hôm nay em không có biết đổi giờ cho nên em vô gần 8 giờ bị trễ, 45 phút. Rồi sau đó vô Facebook mới thấy Lan Hiền có thông báo đổi giờ mà em, tại em không có check, em có kiểm tra cho nên em vô kể bên này. Thật ra cái đổi gấp quá thì sẽ bị như vậy, xin lỗi. Thì bây giờ đó nếu mà không có ai object thì maybe we should đổi nó qua thứ tư 7 giờ tối được không? Ok. Em ok. Đồng ý anh. Anh Hiền thử vậy thì bao giờ anh Tuấn muốn đổi? Anh Tuấn next class are you gonna teach it? Tuấn nghĩ là thứ tư tuần sau Tuấn ok, nhưng mà trước khi mà mình đổi đó mình nên lên Facebook hay là gì đó mình thông báo cho mọi người có ai. Dạ, mình sẽ thông báo liền. Dạ, thì nếu mà không có ai phản đối nhiều á thì mình làm thứ tư đi. Thứ tư Tuấn cũng thích ngày thứ tư á.
Câu đó rất là hay, không ai phản đối nhiều. Tại vì em nghĩ ngày nào cũng sẽ có một người nào đó có problem, cho nên mình sẽ go với lại cái majority. À, không có phản đối thì mình sẽ chọn ngày đó. Yeah, em đề nghị là 7 giờ rưỡi đi, thay vì 7 giờ. Dạ, trong cái nhóm nồng cốt này nè, những cái người mà trung thành đó, hiện không muốn họ phải không có học được. Nhưng mà so far đó, trong cái 25 người trong cái group này ngay bây giờ, không có ai phản đối không? That's good news. Còn mấy người khác thì thôi, mình không có control được. Okay. Mà em suggest 7 giờ rưỡi đi, 7 giờ hơi em về không kịp. Anh Thomas ok với 7 giờ rưỡi không? Dạ, dạ, 7 rưỡi đúng. Tại Nina ra khỏi sở là 6 giờ như lúc chạy về đây là lực. Oh, yeah. Hôm nay kẹt xe nên bị trễ chị. Anh ra là... 7 rưỡi cũng được đó. Yeah. Cảm ơn mấy anh chị. Yeah, tại mấy đứa con học piano tới 7 giờ mới xong. Chạy trở về là 7 giờ 15 mới về tới nhà. Cảm ơn anh chị, cảm ơn. À, tôi hỏi cái này ấy. Lúc đấy anh chị là vấn đề xe cho cái Facebook. Anh có option nào để mình share cho Instagram không? Ồ, đó là một cũng Instagram nó cái format hơi khác. Đúng rồi. Anh Hùng, tại vì nó như cái hình này nè mà bỏ lên rất Instagram. Đó, mình phải crop bớt cái phía trên đi nếu mà mình không muốn cái người này bị mất. Tại vì cái format của Instagram nó là portrait. Nó đó. Còn nhưng mà không có nghĩa là mình cái hình của mình đó nằm ngang là không được. Nhưng mà thường thường nếu mà anh để trả lời một cách ngắn đó, là nếu mà anh save lên Facebook như thế nào đó, thì anh load lên Instagram như vậy. Nhưng mà Instagram thì như là tôi nói đó, nó prefer cái hình portrait hơn là cái hình landscape. Tôi bị cắt đầu hoài, thành tựu ra là không biết rồi. Là mình... Anh bị cắt đầu là tại vì hình như là không, cái này vẫn không biết nha. Giờ 5, 7 hay gì đó thì ok. Còn cái, nếu mà như cái hình này nè, để giờ tính coi cái crop bao nhiêu nè. Đó. Nếu mà cái ratio này tính để là 5, 7 đi. Ồ, cái này của tính là 5, 7 nè. Hình như là 5, 7 rồi đó. Thành ra nếu mà anh phải để là khoảng... Nó có cả 4, 5 thì tôi đang để 4, 5, 6 yeah. Thì cái đó tôi không có ở đây, tôi không có cái. Yeah, đó thì khoảng cỡ này là thì tôi nghĩ là nó ok đó cho Instagram. Nếu mà anh muốn muốn cái hình mà để lên trên đó. Còn nếu cái hình này mà anh để lên Instagram, thường thường anh bị hoặc là nó cắt cái đầu này hoặc là nó cắt cái người này đi. À, cái này là cái gì anh? 5, 6 hả? Cái này của tôi đó là 4, 5. À, 4, 5. Yeah. Đúng rồi, 4, 5 là cũng là cái format của thằng Instagram đó. Yeah. Yeah, cảm ơn anh. Yeah. Nếu mình giữ quality từ 5 cho tới 10 megapixel cho mỗi cái hình đó, anh Tuấn, mà mình vẫn để như vậy, mình đăng đại nó lên Facebook thì nó có mất mát gì không? Hay là nó vẫn about the same? Tức là lúc đó anh để cho thằng Facebook nó compress. Còn bây giờ đó mình muốn mình compress hơn là mình để cho thằng kia nó compress, chỉ có khác như vậy thôi. Nếu mà bây giờ mình save nó theo cái pixel khoảng 1500 pixel đó thì tức là mình tự compress trước. Còn nếu mà mình để cái file lớn quá đó thì đương nhiên là thằng Facebook hay là thằng Instagram nó sẽ compress, mà nhiều khi nó compress thì mình nó không có giống như cái ý mình compress. Thì thay vì mình compress còn hơn là để cho nó compress. Tuấn hiểu ý nói. Yeah. Thằng chị Lily có những cái hình em trông cũng ok lắm mà đưa lên Facebook thấy nó mờ hẳn đi, nó mất cái quality nhiều lắm. Yeah, tại vì mình để cho họ compress cái hình của mình. Không, anh Tuấn, trong đó nó có, trong cái Facebook nó có một cái option để anh không cho nó compress anh Tuấn. Em có coi rồi mà không tìm không ra anh. Em có đã từng nghe có ai đã nói mà em tìm hoài không. Nhưng mà bây giờ cái hình của mình thí dụ như 25 megabyte, làm sao mà thằng Facebook nó accept được, thì nó phải tìm cách để nó. Dạ, Tuấn không biết, Tuấn không rành cái đó lắm anh. Dạ, nhưng mà nó có một cái option để cho mình có nghĩa là
cái phao lớn á, thì nó phải compress nó đúng theo cái ấy của nó rồi, nhưng mà cái hình mà anh Tuấn Phạm mà nói mà đưa lên nó không có clear đó, thì mình có một cái option để mà mình on nó lên, đó là cái high definition gì đó. Thì tức là mình trong cái phần setting đó Tuấn, mình để cho nó mình cho nó giữ cái mà high resolution đó, thì nó sẽ không có compress quá độ thôi. Ok, we done. Bây giờ nếu mà quý vị nào có câu hỏi thì cứ Tuấn có Facebook đó, thì message cho Tuấn biết. Ok, cảm ơn Tuấn. Ok, cảm ơn Tuấn. Nhiều. Cảm ơn Tuấn. Hôm nay là bài hay. Cảm ơn chị. Nên cảm ơn mấy anh chị chọn ngày thứ tư, không có conflict với thứ ba, thứ năm. Thank you. Ủa, này có một bóng không lớn lại hả? Thứ tư 7:30 đúng không? Dạ. Cảm ơn anh Hiền. Cảm ơn anh. Nhóm mình đó là Dương Thịnh Ấm Xuyên. Cảm ơn các anh. Có mỗi một mình bông hồng, một bông hồng trong lớp thôi hả? Đó, có mấy bông hồng nữa. Rồi, mai mốt, bye bye. Mai mốt mấy cái người giảng phải anh Hiền phải chọn thêm một lady làm giảng viên nữa. Ok, để cho Loan vậy. Phải là dù Thư vào luôn, nhưng mà Thư với lại chị Loan nè. Chị Loan chụp hình đẹp lắm mà. Qua mẹ giờ chị Loan giờ cũng được. Để hồi mình sẽ dụ chị xong. Ok ha, chắc là ok. Ok, bên Hiền. Good night. Bye bye. Long weekend vui vẻ nha mấy anh. Cảm ơn chị.